Hello, chào các bác, quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái chai xịt RP7 nhá, xịt RP7. Hàng này thì nó sẽ là hàng cỡ to, hàng cỡ đại, bỏ anh cái biển đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 nhá, 50k. Đó. Hàng này là cỡ to, dung tích của nó là 350g và tổng là 493ml các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là xịt P7, giá của nó sẽ là 50k. Con này thì hàng của Australia các bác này, hàng của Australia các bác nhá. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng của Australia. Và con này của nó thì nó sẽ giúp cho các bác là khởi động lại động cơ này, giúp động cơ cải tiến này, giảm phát ra tiếng kêu này, rồi là chống rỉ sét này. Giá của nó sẽ là 50.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai khử mùi tủ lạnh nhá, khử mùi tủ lạnh. Thì cái này rất là đơn giản thôi, sử dụng thì các bác chỉ cần xoáy cái nắp này ra cho em này, xoáy cái nắp này ra, sau đó thì các bác giật cái tem này ra và các bác bỏ vào trong tủ lạnh cho em, bỏ vào trong tủ lạnh cho em thì nó sẽ giúp cho các bác là khử những cái mùi hôi, mùi khó chịu vào trong tủ lạnh nhá. Lên cho em là khử mùi tủ lạnh, giá của nó sẽ là 30k cho một chai khử mùi tủ lạnh như này nhá, 30.000 cho một cái lọ khử mùi tủ lạnh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại 4 sim nhá, điện thoại 4 sim. Đó, đây một con điện thoại 4 sim chất lượng như này. Đấy, thì cái hướng dẫn sử dụng này. Đấy, lắp sim vào thì phải khởi động lại máy này, sau đó thì tắt nguồn đi lại khởi động lại để máy nhận sim. Đó, 4 sim, 4 khay sim như này, 1 2 3 4 khay sim. Đó. Và có sẵn cho các bác một con đèn pin này luôn. Dung lượng pin của nó thì cực khủng nhá. Có sẵn một cái đèn pin siêu sáng luôn các bác này. Đấy, đây là một cái đèn pin nhá chứ không phải là đèn led đâu. Đấy, có sẵn một cái đèn pin luôn. Đó, và đây là cái mặt màn hình của nó này. Đó, con này thì có tới 4 sim luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 450.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 sim này. Điện thoại 4 sim, giá sẽ là 450k, 450.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái ly nhiệt nhá. Đấy, ly nhiệt. Con này thì một cái ly như này, dung tích của nó sẽ là 600ml các bạn, 600ml, có kèm cho các bác là một cái ống hút bằng inox nhá. Một cái ly như này. Đấy, dung tích 600ml, hàng của Mỹ này, American các bác này, American, hàng của Mỹ, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, con này thì ngoài sử dụng là tính năng là các bác sử dụng làm ly giữ nhiệt để mang đi thì nó có giòn, có nắp đậy này, còn ngoài ra các bác có thể bỏ nắp này ra mình làm một cái cốc uống nước bình thường. Đấy, giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? Hả? Con này thì giá thanh lý cho các bác giá tốt nhá. Em đang bán là 70.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 60.000 cho một con ly nhiệt như này thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ly nhiệt nhá. Ly nhiệt. Đấy, ly nhiệt giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái giá bản lề nhá, giá bản lề, giá của nó sẽ là, đây nó sẽ là một cái sản phẩm như này các bác này. Về nhà thì các bác bắn vào tường cho em, sau đó thì mình bắn vít lên. Đấy, mình không dùng thì mình gấp xuống, nó rất là gọn. Độ chịu tải của nó rất là lớn nhá. Đấy, gấp lên gấp xuống rất là gọn. Đây, đúng như video như này. Đó, bắn vào cho em này. Rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 100.000 cho một cái giá bản lề nha thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là giá đỡ bản lề nhá. Đấy. Giá bản lề 100.000, giá bản lề 100k nhá. 100k cho một con giá bản lề như này. Hàng này thì rất là tiện ích luôn. Đây nhá, nó là cái giá đỡ như này các bác này. Đấy, hàng thì bằng thép trắng, không gì, rất là dày dẫn và chắc chắn. Và con này thì nó rất là tiện ích luôn, 100.000 một đôi như này nhá, một đôi như này. Đấy. Thì các bác cứ đưa vào là mình đóng mở là nó sẽ đẩy ra thôi. Cái này thì nó khá là cứng, nhưng mà khi các bác bắt vít vào thì nó sẽ đẩy ra rất là dễ dàng. Đấy. Sẽ đẩy ra, nó có một cái con lẫy ở đây các bạn này, nó có con lẫy ở đây. Đấy, đây các bạn này. Đấy, khi các bác đẩy ra thì nó sẽ sập vào nhá. Còn khi mình chỉ cần ấn xuống như này là mình gập vào thôi. Đó, còn khi đẩy ra thì mình chỉ cần giật này nó sẽ đẩy ra này. Đấy, giật này nó sẽ đẩy ra. Đó. Thì các bác bắt này chưa? Còn khi mình đẩy xuống thì mình chỉ cần bóp cái này là nó sẽ đẩy xuống này. Đấy, bóp này đẩy xuống. Còn khi giật lên thì mình lấy này nó sẽ giật lên. Đó, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 một đôi như này thôi. 100.000 cho một đôi giá đỡ bản lề như này nhá. 100k. Đấy. Vừa nãy thì em cũng có cái video lắp đặt thực tế cho các bác xem nhé. Lắp đặt thực tế cho các bác xem và nó cũng có ốc vít, ốc viếc hẳn hoi đầy đủ combo chọn bộ cho các bác luôn. Thế nên là về nhà các bác cũng không phải mua đi thêm ốc nữa, 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái nối nhanh nhá. Đấy, các bác lên cho em là nối nhanh.
Cái này thì các bác lên cho em là cút nối điện nhá, cút nối điện. Con này thì bên em sẽ bán là lẻ là 10.000 một chiếc. Về nhà các bác chỉ cần cho hai đầu âm dương vào đây. Sau đó thì mình sập vào là xong. Hàng này của nó thì kết nối cực kỳ là tốt luôn. Đấy, cho hai đầu âm dương vào đây sập vào cho em là xong. Đó, rất tiện ích này. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 75.000 một chục, còn mua lẻ thì sẽ là 10.000 một chiếc nhá, cút nối điện nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ vợt cầu lông nhá, bộ vợt cầu lông như này. Đấy, bộ vợt cầu lông như này. Giá sẽ là 120.000 một bộ. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật và dùng thì cực kỳ là đã luôn. Đấy, có kèm cho các bác là ba quả cầu luôn nhá, ba quả cầu như này. Đấy, một bộ vợt ba quả cầu như này, 120.000, giá siêu rẻ siêu tốt cho bác luôn. Một bộ vợt ba quả cầu luôn. Đấy, một bộ vợt thế này bao gồm một đôi nhá. Đấy, một đôi. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật các nhá, hàng của Nhật. Dây cước các thứ cực kỳ là căng luôn. Đấy. Và con này thì nói chung là các bác dùng cho trẻ em các thứ vui chơi, hoặc các bác vui chơi thì rất là thoải mái nhá. Đấy, con này thì các bác chỉ dùng vui chơi thôi chứ không thể dùng thi đấu được đâu các bác nhá. Đấy, thì cái giá của nó cũng khá là hợp lý. Hàng dân dụng, hàng của Nhật, hàng dân dụng thì các bác dùng cũng rất là ok. Đấy, chất lượng của nó thì dùng cũng rất là ok, thoải mái thôi. Dùng vài ba năm không có vấn đề gì. Nên cho là vợt cầu lông nhá. Giá của nó sẽ là 120k. 120k bao gồm là cả một bộ vợt và ba quả cầu luôn. Tiếp theo thì lên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kem đánh răng nhá, kem đánh răng của Nhật và của Hàn. Đấy, có hai mẫu của Nhật và của Hàn như này. Đấy, có hai mẫu cho các bác luôn, một mẫu của Nhật và mẫu của Hàn nhá. Mẫu của Nhật này thì sẽ là cái dòng là chuyên trị chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng, hàng made in Japan. Con này thì giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k cho một lọ kem đánh răng Nhật như này, 70.000. Đấy, còn kem đánh răng Hàn Quốc thì dòng này thì chuyên làm trắng răng nhá, chuyên làm trắng răng. Con này thì dung tích của nó là 120g và giá sẽ là 40k nhá, 40.000 cho lọ kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Đấy, hàng made in Korea. Đây. Đấy, đây các bác này, made in Korea, hàng của Hàn Quốc, Hàn Hoi. Đấy, giá sẽ là 40.000 các bác nhá. Còn con này thì giá của nó sẽ là hàng made in Japan, giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kẹp đơn nhá, kẹp đơn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kẹp quần áo như này nhá. Bên em bán theo vỉ như này. Đấy, lên cho em là kẹp quần áo nhá, kẹp quần áo này. Đấy, kẹp quần áo, giá của nó sẽ là 30k trên một vỉ như này, bao gồm là 20 cái nhá, 30k trên một vỉ, 20 cái. Kẹp rất là chặt luôn các bác này, kẹp rất là chặt luôn thì các bác dùng để mình kẹp quần áo, kẹp đồ để khi mình phơi thì nó sẽ chống bay rất là tốt luôn nhá. Lên mã giúp cho em là kẹp quần áo, giá sẽ là 30k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên giặt xả nhá. Đấy, viên giặt xả thì nó sẽ là lô này thì nó lại về hàng túi như này, hàng túi như này chứ không còn cái hộp như ngày trước nữa. Đấy, nhưng mà nó cũng đầy đủ combo cho bác luôn, cả giặt cả xả luôn nhá. Đấy, viên giặt xả như này nhá, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ sạch và thơm luôn. Lên mã giúp cho em đó là viên giặt xả một túi như này thì giá sẽ là, các bác lên cho em là viên giặt xả nhá. Hôm trước thì cái lô nó về là hàng hộp thì hết rồi, đợt này nó lại về hàng túi như này nhá. Đấy, và giá của nó sẽ là 55k nhá, 55k cho một túi như này các bác này. Đấy, thì con này của nó là 5 trong 1 luôn. Đấy, giặt sạch rồi tẩy thơm. Đây, một viên này nó sẽ là 5 loại như này này, 1, 2, 3, 4, 5, 5 loại như này, giặt sạch tẩy thơm các kiểu, con là điều luôn. Đây, đấy, 5 trong 1 các bác này. Đấy, mẫu mới, hàng của Nhật, made in Japan, 5 trong 1 luôn. Giặt thì cực kỳ sạch và thơm nhá. Đấy, một cái bịch như này là nó giặt được là một viên như này, một túi như này là giặt được 3 kg quần áo các này, 3 kg quần áo. Đấy, đây thì nó tính là một như này là giặt được 3 cân quần áo luôn. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng, tiện. Các bác chỉ cần ném trực tiếp vào trong mở ngăn ra, ném trực tiếp vào cho em là xong, không phải đổ để gì mất công nhá. Đấy, lên cho em là viên giặt xả nhá, viên giặt xả giá sẽ là 55.000 cho một túi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu gội đầu Thái Lan nhá, dầu gội đầu Thái Lan 80.000 cho một lọ như này, 80.000 cho một lọ như này các bác này, 80.000 cho một lọ này. Lọ này thì dung tích của nó là 450ml các bác nhá, 450ml, gần nửa lít. Có hai màu, màu trắng và màu xanh. Đấy, đều là hàng của thương hiệu Clear, giá sẽ là 80k nhá, 80k. Đấy, lên cho em là dầu gội đầu Thái Lan, giá sẽ là 80.000. Đấy, hàng của Thái Lan các bác này. Đây, Bangkok Thái Lan các bác nhá. Đó, Bangkok Thái Lan đây. Dầu gội đầu Clear của Thái Lan. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chai xịt nhà tắm nhá, xịt nhà tắm. Đấy, nhà tắm nhà các bác bị bẩn bong chốc ố vàng các bác. Lắc đều lên chưa? Lắc đầu sau nó xịt như này. Đấy. Và nó sẽ là cái dạng bọt tuyết như này các bác này. Nó là cái dạng bọt tuyết như này thì là các bác cứ để một lúc, sau đó thì mình đánh kỳ cọ đi là nó sẽ sạch. Và cái này thì nó thơm nhá, hương chanh rất là thơm luôn.
giá của nó sẽ là 45k nhá, 45k cho một chai xịt bọt tuyết như này, 45.000 thôi nhá. Đấy, 45.000 cho một chai xịt bọt tuyết như này, nhà tắm, nhà vệ sinh như này nhá, rất sạch thơm luôn. Đó, tiếp theo thì bên em về cho bác sản phẩm đó là cái khay bộ ba hũ gia vị nhá, bộ ba hũ gia vị. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 chiếc như này, chất liệu bằng nhựa nguyên sinh, bền đẹp chắc chắn, hàng nhựa chất lượng cao. Đấy, an toàn với sức khỏe cộng đồng các bác này. Đấy, rất đẹp luôn. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện nhá, tay trái mình bấm này, tay phải mình xúc này. Đấy, thì không cần phải các bác phải động tay và nó mất công, bẩn thỉu. Nó rất sạch sẽ luôn. Combo cho các bác một bộ ba cái như này giá chỉ có 60k thôi. Đấy, bộ ba hũ gia vị nhá, 60k, giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn ngủ đuổi muỗi, vừa là đèn ngủ vừa chức năng đuổi muỗi luôn. Đấy, cắm vào bật lên cho em là xong. Đấy, cảm biến nhá, có cảm biến. Đấy, đèn ngủ đuổi muỗi, giá của nó sẽ là giá của nó sẽ là 40.000 nhá, 40.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Đấy, 40k cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này nhá. Đấy, 45.000, 45k đó, 45k cho con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vỉ bàn chải đánh răng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con này thì hàng của Nhật, chuyên trị viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng. Giá chỉ có 25k thôi, 25k nhá, 25k. Đã được hội y khoa của Nhật chứng nhận đây, chuyên chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. 25.000, 6 cái bàn chải 1, 2, 3, 4, 5, 6, giá không thể tin nổi luôn các bác nhá. Đó, rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp thìa của Đức nhá. Một hộp này của nó sẽ là 5 chiếc. Giá sẽ là 60.000 cho 5 chiếc thìa như này. Tính ra vào chỉ có 12.000 một chiếc thôi. Inox 304, rất là đẹp, dày dẫn chắc chắn, sâu lòng. Các bác múc đồ ăn, cơm canh cháo thoải mái luôn. Lên theo là bộ thìa Đức nhá. Giá của nó sẽ là 60.000 trong hộp thìa Đức như này. Tiếp theo thì nó sẽ là hộp đũa nhá. Hộp đũa này của nó thì sẽ là 5 chiếc, giá sẽ là 55.000, 5 đôi, 55.000 cho một vỉ 5 đôi. Hàng của thương hiệu Willing hay người của Đức đây, Su 304 này. Đó, Su 304 như này. Giá thì sẽ là 55.000 cho một hộp bao gồm là 5 đôi. Đó, 5 đôi. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bộ bình. Các bác lên cho em là bình 3 nhá. Bình 3, 80.000 cho một cái bộ bình 3 như này. Bao gồm cho các bác là một bình và ba cái cốc nhá. Đấy, một cái bình như này. Hàng rất là đẹp, dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đây, một cái bình như này nhá. Đấy, có nắp đậy này và có nắp giữ nhiệt luôn. Inox 304, đây, Su 304 các bác này. Dung tích của nó thì vào khoảng là nửa lít nhá, khoảng nửa lít. Nắp đậy này. Đấy, bật nắp ra để các bác rót này, rót xong các bác lại bấm vào này. Đấy, rất tiện ích luôn. Và có cho các bác là ba cái ly như này. Ba cái ly như này để các bác rót ra uống luôn, hoặc có khách khứa rất là tiện luôn. Đậy nắp này, có đậy nắp vào làm quai sách luôn. Đó. Lên cho em là bộ bình 3 nhá. Bình 3, 80.000 cho cái bộ bình 3 như này. Giá sẽ là 80k cho cái bộ bình 3 này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dao vàng này. Siêu sắc bén cho các bác luôn. Đó. Dao vàng này, con này rất là bén quá này. Đấy. Dọc giấy bóng thoải mái luôn các bác nhá. Đó. Dọc giấy riếc thoải mái luôn. Các bác dùng để gọt hoa quả này. 20.000 cho một con dao vàng như này. 20.000 cho một con dao vàng như này. Giá sẽ là 20.000 một con và giá thanh lý 50.000 ba con luôn. 20.000 trong con dao vàng như này thôi nhá. Dao vàng 20.000 một con. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bộ khay như này nhá. 25.000 một chiếc và 5 cái là 110.000 nhá. Đấy. Đây nó sẽ là cái dòng khay như này các bác này. Đấy. Cái này thì chiều rộng của nó vào khoảng là 25, chiều dài là 25, chiều rộng thì vào khoảng là 15. Đấy, các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín. Giá của nó thì sẽ là đi 25.000 một chiếc nhá, 25.000 một chiếc và 110.000 cho 5 chiếc. 110.000 cho 5 chiếc. Đây. Cũng khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, lên cho em đó là cái gì? Khay cà phê. Khay cà phê nhá, khay cà phê. Giá sẽ là 25.000 một cái và 5 cái 101. Khá dày dẫn chắc chắn và khá đẹp luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là cái đá vĩnh cửu nhá. Đá vĩnh cửu một khay này sẽ là cũng là hàng nguyên linh của Đức luôn. Một khay này của nó sẽ là 6 viên. Đấy, có 6 viên có giá gấp như này. Các bác cứ bỏ trực tiếp cái này vào cái ngăn đông tủ lạnh cho em. Ngăn đông tủ lạnh nhá. Ngăn đá. Bỏ trực tiếp vào ngăn đá xong là khi nào các bác uống rượu, uống bia, uống nước ngọt thì mình lấy ra mình sử dụng cho em. Đó. Thì có cả cái gấp như này luôn, rất là tiện. Có cả cái gấp này luôn rất là tiện nhá. Mình gấp ra mình sử dụng. Giá sẽ là 70.000.
70.000 cho một cái đá vĩnh cửu như này nha, lên cho em đá vĩnh cửu 70.000. Tiếp theo thì các loại bút này, thì bút của Thiên Long nhá, bút này là hàng bút của Thiên Long. Đấy, nó sẽ là một hộp này thì sẽ là đó, 50.000 cho một hộp như này. Đấy, 50.000 hộp 10 cái nhá. 50.000 hộp 10 cái nhá. Đấy. 50.000 hộp 10 cái và 3 cái sẽ là 20.000 nhá. 3 cái là 20.000. Đó. Có hai màu, có hai màu, màu xanh và màu đỏ. Đấy. Bút viết cực kỳ là ngon luôn. Đấy. 3 cái là bằng 20k nhá, 20k. Còn 10 cái là sẽ là bằng 50k, 50.000. Đó. 10 cái bằng 50.000. Đây. Đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Hàng của thương hiệu Thiên Long, hàng của thương hiệu Thiên Long nhá. Rất đẹp luôn. Đó. Có màu đỏ, có màu đỏ, màu xanh nhá. Màu đỏ, màu xanh cho các bác này. Đó. Màu này màu đỏ đây. Đấy, màu đỏ đây. Có màu đỏ, màu xanh. Hàng là bút Thiên Long xịn anh em nhá. Bút Thiên Long xịn cho các bác luôn. Tiếp theo thì bút bi nhá. Bút bi thì sẽ là một hộp này là 20 chiếc. Giá thì sẽ là 2.000 một cái à? 2.000 một cái và bên em bán là đi bán từ 5 cái trở lên. Bán từ 5 cái trở lên nhá. 2.000 một cái. Bán từ 5 cái trở lên. Một hộp này của nó sẽ là 20 cái thì nếu bác nào mua cả hộp thì sẽ là 35.000. 35k nhá. 35k trên một hộp. Trên một hộp 35k là 20 cái nhá. Còn mua lẻ thì bên em bán là từ 10 cái trở lên. 10 cái thì sẽ là 20.000 nhá. 10 cái là sẽ là bằng 10 cái là bằng 20k. Đấy, bán từ 10 cái trở lên nhá. Bán từ 10 cái trở lên. Đấy, thấp nhất là bán 5 cái. 5 cái sẽ là 10.000, 5 cái là 10.000. Còn lại là 10 cái là 20.000, còn mua cả hộp thì sẽ là 35.000 trên một hộp như này, là 20 chiếc, 20 chiếc nhá. Tiếp theo thì sẽ là cái sen cao su nhá. Cái này thì các bác dùng để làm sen tắm rất là tiện luôn. Đấy, có các cái đầu cao su như này và nước nó xả ra thì nó sẽ có hai chế độ như này này. Đấy, hai chế độ như này. Đấy, cho các bác luôn. Và ở đây thì nó sẽ có cái đầu cao su như này, giúp cho các bác trà rửa rồi tắm mình vệ sinh luôn. Đấy, tắm mình kỳ cọ luôn, rất là tiện đây. Đấy, cái đầu cao su như này. Tắm nó rất là mút. Đấy, các bác vệ sinh tắm rửa luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. Lên cho em là sen cao su nhá. Giá của nó sẽ là 90k cho cái sen cao su như này, dây rất là dài. Tiếp theo thì nó sẽ là cái bộ tăng đơ 9D nhá. Bộ máy cạo râu 9D, máy cạo râu 9D. Đấy, thì sẽ là đa di năng cho các bác luôn. Sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này, một thân máy như này, có 3 lưỡi cạo nhá, một thân máy này. Có 3 đầu lưỡi như này nhá, 3 đầu lưỡi cạo như này. Kèm cho các bác là một đầu tỉa lông mũi, một đầu tăng đơ. Đó. Đấy, các bác thấy không? Em đưa vào cạo râu này. Đấy, vừa lướt qua cái đã có luôn nhá. Đó, rất là sắc bén luôn. Bộ 3 lưỡi kép rất sắc bén luôn. Đó. Thì sẽ có cho các bác là một đầu cạo râu này, một đầu tăng đơ và một cái đầu tỉa lông mũi. Ngoài ra thì đây là không có cái đầu chà. Sẽ có cho các bác là 3 cái đầu như này để các bác dùng để mình tỉa lông mũi, tăng đơ và cạo râu chấn viền luôn. Tăng đơ 9D, giá sẽ là 90.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái dầu gội đầu. Dầu gội đầu thì sẽ có cho các bác là hai mẫu như này. Hai mẫu này, dầu gội đầu của thương hiệu Clear 80.000 một lọ. Hàng của Clear nhá. Hàng này thì hàng của Thái Lan nhá, sản xuất ở Thái Lan. Đây, Bangkok Thái Lan các bác này. Đó, Bangkok Thái Lan đây. Thì sẽ là 80.000 cho một lọ, có màu xanh màu trắng nhá. Có màu xanh màu trắng, các bác muốn lấy màu nào lấy, cái này bên em bán nhiều lắm không. Tiếp theo thì nó sẽ là cái kệ. Cái này thì nó sẽ là kệ bộ chân đỡ đa năng nhá. Giá sẽ là 50.000. Các bác dùng để mình đỡ tủ lạnh này, máy giặt này, nói chung là nó sẽ có cho các bác là cái nam châm, cái cao su để nó hít xuống. Đấy, đây. Chân nó khá là to luôn. Chân rất là to này, to bự luôn, đường kính của nó khoảng 10 cm. Và có cái nấc như này để các bác điều chỉnh này. Đấy, điều chỉnh nâng lên hạ xuống nó rất là tiện nhá. Nâng lên hạ xuống nó rất là tiện luôn. Và các bác có thể để mình kê tủ quần áo này, kê máy giặt, tủ lạnh đều được hết nhá. Đấy, thì các cái vị trí nào nó thấp thì các bác có thể đôn lên như này hoặc hạ xuống này, rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có cho bác là 50.000 thôi, 50.000 bằng nhựa khá là chắc chắn luôn, chịu được tải rất là cao luôn. Đây. Đấy các bác này, hàng Việt Nam chất lượng cao. Cơ khí điện tử SH này, 50.000 thôi. Đấy, nó có thể chịu được hàng tạ luôn các bác nhá, rất là tiện ích luôn. Đây, 4 chân như này. Tiếp theo thì 50.000 nhá. Tiếp theo thì sẽ là áo mưa nhá. Áo mưa
Đây, 195.000 cho một bộ như này, bao gồm cả quần cả áo luôn. Một bộ nhá, một bộ như này này, bao gồm cả quần cả áo mặc vào đúng như này luôn. Đó, kiểu dáng thể thao đẹp. 195.000 cho một cái bộ áo mưa như này nhá. Đây. Chất của nó sẽ là hàng hai lớp nhá. Hàng hai lớp, cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Đây, hàng hai lớp này nhá. Rất là dày dẫn chắc chắn nhá. Áo của nó cũng là áo hai lớp hết nhá. Áo hai lớp như này, rất là dày dẫn chắc chắn đây các bạn này. Đó, hai lớp hết này. Đó. Giá thì sẽ là giá của nó sẽ là 195.000 nhá. Đây là bộ quần áo mưa. 195.000 cho cái bộ quần áo mưa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bếp hồng ngoại nhá. 500.000 cho con bếp hồng ngoại như này. Giá sẽ là 500k. Ở đây thì nó sẽ là một con bếp cực kỳ là ngon luôn. Đó đây. Nó sẽ là bằng hồng ngoại nhá, bằng hồng ngoại. Hàng của Nhật này. Matika, Matika hàng của Nhật đây. Nút nguồn của nó này. Đấy, nâng lên hạ xuống này. Công suất cũng khá là cao luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn này. Điện 220V, công suất của nó sẽ là 2000W nhá, 2000W. Hàng thì cực kỳ là dày dẫn chắc chắn, bếp hồng ngoại này đun thích lắm. Đấy, các bác có thể dùng ăn lẩu ăn liếc luôn, rất là ngon. Hàng của hãng bảo hành cho các bác luôn, yên tâm sử dụng. Đó, bảo hành lỗi 1 đổi 1 trong vòng là 1 tháng luôn. Trong vòng 1 tháng đầu các bác sử dụng nhá. Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 1 tháng đầu sử dụng đây. Đấy, kích thước của nó đây. Rất ngon lành luôn nhá, 500.000. Bếp hồng ngoại 500.000 nhá. Bếp hồng ngoại nóng cực nhanh luôn, 500.000. Tiếp theo thì một cái sản phẩm dành cho các em nhỏ, đó là cái máy đọc thẻ nhá. Đây, nó sẽ là một con máy đọc thẻ như này. Con này thì bao gồm là một máy này, một máy các bác bật nguồn lên cho em. Đó. Và một cái bộ thẻ nhá, một cái bộ thẻ và một cáp sạc. Bộ thẻ này thì rất là nhiều các cái chủ đề khác nhau. Đây, các bác lắp vào cho em này. Đó, có cả tiếng Anh và tiếng Việt luôn nhá. Đó, cả tiếng Anh và tiếng Việt luôn. Và nó có tới hàng trăm chủ đề luôn nhá, hàng trăm chủ đề luôn. Đó, đây. Rau củ quả này, cây cối này, vườn tược này, rồi nói chung là đầy đủ hết nhá. Xe cộ, ô tô, xe máy. Đây, mỗi cái màu này là một chủ đề này. 1, 2, 3, 4, 5 chủ đề. Đấy, 5 chủ đề tổng của nó sẽ là đây, các chủ đề như này này. Động vật, phương tiện, đồ dùng hàng ngày, nói chung là nhiều lắm. Đây, đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là các bác lên cho em là máy đọc thẻ 80.000 nhá. Dùng rất là tiện luôn. Các bác mua làm quà cho con em nhà mình, vừa chơi vừa học này. Có cả tiếng Anh và tiếng Việt luôn. Tránh xa điện thoại máy tính bảng. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like. Một nút like, một đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Các số hotline bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên đó là một cái hồ lô tưới cây nhá. Con này thì bên shop đang bán là 110.000 nhá, 110.000. Con này thì nó bị vỡ cái nắp này, thì về nhà các bác hàn vào cho em nhá. Hàn vào cho em thì vẫn dùng được. Thì con này bên em thanh lý cho các bác với giá đó là 30.000 thôi. 30.000 cho cái hồ lô bị vỡ như này. Đấy. Con này thì nó vận chuyển nó bị vỡ mất cái phần quai này. Nói chung là vẫn sử dụng bình thường. Đấy, vẫn sử dụng bình thường thì về nhà các bác hàn cái này vào cho em này. Hàn cái này vào. Con này thì giá bán của nó sẽ là 120.000. 120.000 thôi nhá. Còn con vỡ này thì sẽ là 30.000. Còn lên cho em hồ lô tưới cây 120k. Còn con này thanh lý 30.000 thôi nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bàn là hơi nước nhá. Bàn là hơi nước thì có hai mẫu. Một là mẫu bàn là đứng, hai là mẫu bàn là mini. Con này thì nó sẽ là mẫu bàn là đứng như này. Bàn là đứng là rất là tốt luôn, chống cháy quần áo các thứ này. 370.000 các bác lắp vào cho em. Hàng nội địa của Nhật của thương hiệu Socani. Socani các bác nhá. Đấy, nước thì các bác châm vào đây cho em này, nước châm vào đây cho em. Đó, nước châm vào, cắm điện 220, dây to dày dẫn chắc chắn này. Đó, và các bác cứ thế là hơi nước và hơi nóng nó xịt ra đây. Các bác vuốt qua quần áo như này. Lên cho em là bàn là đứng nhá. 370.000 cho con bàn là đứng như này. Con này siêu tiện dụng luôn. 370.000 thôi nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con bàn là mini nhá. Bàn là hơi nước mini 130.000. Con này thì cũng rất là tiện, các bác có thể mang đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt đều ok hết nhá. Đấy. Các bác cứ sử dụng như này. Đây, ấn cái này lên cho em này. Có điều chỉnh tăng giảm nhiệt độ này. Nước thì các bác châm vào đây cho em. Đây, châm nước vào đây. Đấy, châm nước đây, bật tính quạt này. Châm nước vào đây nhá. Đó, rất là tiện ích luôn. Châm nước vào đây cho em. Đó. Khi các bác bóp thì bóp nước vào đây và nó sẽ ra đây. Mâm của nó rất là dày này, mâm dày. Dày dẫn chắc chắn và nước ra cái lỗ này. Đó. Rất tiện ích luôn. Thì một con bàn là hơi nước mini như này, giá cũng chỉ có cho các bác là đi 100
130.000 thôi, bàn là hơi nước mini 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bình voi nhá, bình voi. Đấy, đây nó sẽ là một cái mẫu bình như này. Đấy, bên shop lên là bình voi 160.000. Con này thì dung tích của nó là inox 36, dung tích của nó khoảng 1.2 L, rất tiện ích luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái nắp tự đẩy này. Đấy, nắp tự đẩy thì về nhà các bác lắp cho em cái đầu mềm này sẽ cho xuống dưới đáy này, đầu mềm trong dưới đáy này, còn đầu cứng thì cho lên trên này. Sau đó thì các bác đậy nắp vào cho em, đậy nắp vào này. Đấy, đậy nắp vào cho vào đây. Đấy, thì khi mà các bác chỉ cần là bật cái nắp này ra thôi, bật nắp này ra là cái vòi nó sẽ tự đẩy lên, các bác mút nước được luôn. Đậy vào này, đó, rất dày dặn chắc chắn luôn. Giá sẽ là 160.000 nhá, dung tích của nó sẽ là 1,2 lít, 1,2 1,3 lít, 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác hai cái mẫu nồi cơm này. Đầu tiên nó sẽ là cái mẫu nồi cơm mini 270.000, bao gồm là một nồi một dây cáp điện như này, một nồi một dây cáp điện nhá. Đấy, một cái âu đong nước này, hàng của Chigo nhá, Chigo của Nhật này các bạn này. Đó, rất là ngon lành luôn, khá là dày dẫn chắc chắn nhá, rất là ngon lành luôn. Con này thì nó không có quai đâu, các bác phải bê thôi nhá. Đấy, 270.000 cho con nồi cơm mini như này, nồi cơm mini 270.000, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Con này thì đây, ấn xuống này, đấy, rất là ngon luôn, nghe tiếng kêu của nó đã thấy đã rồi. Đây, rất là nhiều tem luôn các bác này. Dung tích của nó sẽ là 1,2 lít cả vỏ này. Đấy, 1,2 lít này. Điện 220V, công suất là 200W nhá, 200W. Đấy, dung tích của nó sẽ là 1,2 lít. 1,2 lít đây. Đấy, là nguyên cái nồi này là 1,2 lít rồi này. Đấy các bác nhá. Đó, rất là ngon lành cho các bác luôn. Rất là ngon lành luôn. 270.000 nồi cơm mini nhá. Tiếp theo thì bên shop có cái mẫu nồi cơm sáp này. Đây, nồi cơm sáp này. Đấy, con này thì rất là ngon luôn, quay sách quay đeo đàng hoàng nhá. Đó, nồi hàng của sáp nhá. Hàng của sáp cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây. Đấy. Nói chung là các bác cứ dùng những cái nồi cơ như này nó rất là thích điện. Mở nắp này, có khay để các bác hấp xôi này. Đấy. Nồi siêu dày luôn, nồi của nó là nồi vòm siêu dày luôn nhá. Nồi của nó là nồi vòm này. Đấy, các bác nghe tiếng kêu đã thấy đã rồi. Đấy. Nồi của nó là nồi dạng như là nồi đất, nồi vòm như này, siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt này. Mâm miếc dày dẫn chắc chắn này, ôm giữ nhiệt này, nấu cơm cực kỳ là ngon luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 500.000 thôi nhá, 500.000. Bên em đã bao ship tới tận nhà cho một cái nồi cơm của thương hiệu Sáp như này. Đấy, nồi cơm thương hiệu Sáp, điện 220V, 900W, nồi cơm Sáp 500. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây câu bình nhá, 180.000 cho một cái dây câu bình như này. Lõi liếc là bằng đồng hết nhá, lõi liếc bằng đồng hết. Dây dài thì dây của nó sẽ là 2000mAh và dây dài khoảng 2m nhá. Đấy, khoảng 2m đây. Đấy, tất cả đều bằng đồng hết nhá, bằng đồng hết này. Các bác dùng rất là thích luôn. Thì bác nào có ô tô thì nên sở hữu một cái bộ dây câu bình như này. Ví dụ như là ô tô của mình nó bị trục trặc này, bị tắt bình thì các bác có thể câu sang cái bình khác hoặc là câu sang xe khác nhá. Dây câu bình 180.000. Tiếp theo thì nó sẽ là hai cái môi sới cơm này. Đấy. Thì nó sẽ là một cái môi inox và một cái môi nhựa như này. Đấy, có hai mẫu. Hàng đều là hàng của Nhật hết. Con này thì đều là hàng chống dính hết nhá. Đó, hàng chống dính rất là tiện ích luôn. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn nhá. Môi nhựa thì sẽ là 50k nhá. Môi nhựa này là 50k này. Đấy, môi nhựa 50k cho con môi nhựa như này. Còn môi inox này thì sẽ là 55.000 nhá. 55k. Đó. Hàng đều là hàng của Nhật hết nhá. Cực kỳ xịn sò chất lượng cho các bác luôn. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Môi xới cơm này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con máy đánh trứng chạy bằng pin này. Con này là 80.000. Nó chạy bằng pin nhá, rất tiện ích luôn. Đó đây. Thì pin sạc các bác, pin sạc về nhà các bác dùng là các bác chỉ cần là cắm cái đầu này vào cho em này. Đấy. Con này thì hàng đa di năng luôn, các bác có thể dùng đánh trứng, đánh cà phê rồi nói chung là đa di năng luôn. Cắm vào cho em xong ở đây nó có cái lẫy này các bác cắm vào. Đấy, nó xoay này. Rất là ngon lành luôn nhá. Đó các bác theo. Đây, ở đây thì các bác cắm đúng cái lẫy cho em. Đây, nó có cái chiều mũi tên này này. Các bác cắm xoay đúng cái chiều mũi tên cho em là nó sẽ vào. Đó, sau đó thì các bác bật này. Đó. Đánh rất mạnh luôn nhá, xoay rất là tít luôn. Và nó có hai đầu như này, các bác có thể dùng đánh trứng, đánh cà phê đều ok hết nhá. Lên cho em là máy đánh trứng nhá. Giá chỉ có 80 cành thôi, chạy bằng pin. Đấy, rất to, khỏe, tiện ích. Dùng để đánh trứng, đánh cà phê, các bác nào hay uống cà phê ok. Tiếp theo là con máy xay tỏi ớt 70.000. Giá thanh lý cho bác, chỉ có 70 cành cho con máy xay tỏi ớt này thôi. Có kèm dây sạc luôn. Đấy, các bác chỉ cần là cho tỏi, cho ớt vào đây, sau đó thì mình xay thôi. Ở đây nó sẽ là dòng lưỡi, ba lưỡi kép như này, cho vào cho em này. Đấy, sau đó thì lắp vào cái máy như này. Đấy, lắp vào máy như này. Đó, sau đó thì bật lên này. Đấy. Đây là yếu pin đấy nhá, chứ còn nó xay rất khỏe luôn. Máy xay tỏi ớt 70.000. Có kèm các sạc luôn, 70.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái bộ
này là cái gì? Bộ nồi 5 món nhá, bộ nồi 5 món như này. Giá sẽ là 140.000, 140k cho cái bộ nồi 5 món như này. Hàng này thì rất là tiện ích nhá. Ưu điểm của nó là nó không có quai cho nên nó có thể để chồng vào nhau được nhá. Đấy. Con to nhất là 24 và con nhỏ nhất là 16 này. To nhất này là 24 này. Độ dày của nó thì cũng vừa phải, nó không quá dày. Nhiều các bác để đựng thực phẩm, đựng thức ăn thì rất là ok luôn nhá. Bộ nồi 5 món như này. Đấy. 5 cái nồi như này. Nồi nào vung đấy cho em nhá. Nồi nào vung đấy như này. Mà giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. 140.000 nhá. Đấy. Nồi nào vung đấy đây. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm là 5 nồi như này. Và khi các bác không dùng nữa thì lại mình lại cất đi, nó rất là gọn, chồng vào nhau nó rất là gọn luôn. Đấy. Chồng vào nhau rất là gọn luôn nhá. Bộ nồi 5 món như này các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái băng dính keo 10 nhá, keo 10. Đấy, giá sẽ là 40k, keo 10 nhá. Keo 10 giá sẽ là 40.000. Bản của nó là 10 phân. Các bác có thể dùng để dán lên mái tôn này, các vết tường nứt này, chống thấm rất là tốt luôn. Keo 10 nhá. Giá của nó sẽ là 10k. À 40.000. Bản của nó là 10 sen nhá. Tiếp theo là con đèn ba cánh nhá, đèn ba cánh 180.000. Có vít viếc đàng hoàng, dây khá là dài luôn. Đèn năng lượng mặt trời nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn như này các bác này. Đây, một con đèn như này, siêu sáng luôn. Các bác có thể dùng để sơ cua khi mà mất điện này, hoặc là dùng hàng ngày bình thường thôi, cũng rất là ok. Đấy, có điều chỉnh này, tăng giảm này, công suất của nó là 150W của nhà sản xuất nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đó, đây, có công tắc bật lên này các bác này, có cảm biến này, có cảm biến nhá các bác nhá, và có các chế độ. Các bác có thể dùng qua điều khiển này, rất sáng luôn. Có thể dùng qua điều khiển hoặc dùng trực tiếp nhá. Có cả công tắc để tắt đi bật lên. Đấy, rất là tiện ích. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 180.000 thôi. 180.000 cho con đèn năng lượng như này. Lên cho em đó là đèn năng lượng 3 cánh nhá. Đấy, đèn năng lượng 3 cánh. Giá sẽ là 180k. 180.000 cho con đèn năng lượng 3 cánh như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái trà sâm nhá. Trà sâm. Giá sẽ là 220.000. 220.000 cho một hộp trà sâm như này, bao gồm 100 gói luôn. 100 gói con nhá, 100 gói nhỏ như này. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng sâm tự nhiên của Hàn Quốc nhá. Sâm tự nhiên Hàn Quốc dùng thì rất là đã luôn. Đó. Sâm tự nhiên của Hàn Quốc các bác này. Đây. Đấy, đây. Sâm tự nhiên Hàn Quốc nhá, dùng rất là đã luôn đây. Đấy. Các bác có thể dùng để pha ra nước uống hoặc là mình uống trực tiếp luôn, cũng ăn trực tiếp luôn rất là ok nhá. Hộp này là 100 gói. Các bác có thể dùng để ăn trực tiếp này hoặc là pha ra nước làm trà uống hoặc ăn trực tiếp luôn. Bác nào say tàu say xe mệt ốm dậy, ăn cho em một hộp này 220.000, made in Korea, hàng của Hàn Quốc này. Đó, made in Korea, tem mác đàng hoàng. Đây các cái thành phần của nó rất tốt cho sức khỏe luôn nhá. Sâm Hàn Quốc thì các bác biết rồi, 220.000. Tiếp theo thì cái chổi lông phất trần 55.000. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái chổi lông dạng từ tính như này. Đấy, nó hút rất là tốt các cái bụi bẩn nhá. Các bác xoáy vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì mình rút ra nhá. Rút ra như này. Đấy, của nó dài được tới 2m8 cơ. Thì các bác cứ rút ra cho em. Không dùng nữa thì các bác lại thu vào. Xoáy ra để gọn nó vào. Giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. 55.000 thôi nhá. Và cái này của nó thì nó có thể là gấp, gấp vào như này. Đấy, các bác có thể vặn đi, vặn lên, vặn xuống được, để đưa vào các vị trí khó nhá. Đấy. Tiếp theo thì sẽ là một con Eto nhá. Con Eto như này. Một con Eto hàng của thương hiệu Asaki của Nhật này. Eto Asaki của Nhật. Đấy. Rất xịn sò cho các bác luôn. Giá sẽ là 180.000 cho một con Eto như này. Đây, Asaki này. Rất chất lượng cho các bác luôn. Chữ của nó in chìm trực tiếp này. Đó, Asaki. Rất chất lượng luôn. Ở đây của nó thì nó sẽ có cho các bác là đầu kẹp này, rồi đầu gõ búa này, đầu kẹp bàn này. 180.000 cho một con Eto như này. 180.000 các bác nhá. Đó, 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái một cái bộ dụng cụ đây. Đấy, một cái bộ dụng cụ đây các bác này. Đấy. Bộ này thì sẽ là 100.000, 100.000 cho cái bộ dụng cụ như này. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là đầy đủ các chi tiết luôn. Đấy. Đầy đủ các chi tiết này. Đấy, có kìm, có búa này. Kìm, búa, tô vít, bút điện, rồi là cà lê này. Đấy. Kìm, búa, tô vít, bút điện, cà lê, rồi rất là nhiều các cái đầu tô vít này. Đấy, rồi dao dọc giấy, rồi thước đo này. Bộ này sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho cái bộ cà lê hộp như này. Đấy, bộ cà lê hộp đa năng như này nhá. Đấy, 100.000 thôi. Thì bộ này khá là nhiều công năng và nhiều chi tiết cho các bác sử dụng luôn nhá. Giá sẽ là 100k cho cái bộ này. Đấy. Có cả lục giác, lục giếc đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, 100.000 nhá. 100.000 cái hộp này, bộ này có hộp hẳn hoi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái
bộ bàn cờ nhá. Đấy, bàn cờ gỗ này 70.000. Bộ cờ gỗ 70.000 thì cái bộ cờ gỗ như này. Một đấy, một cái hộp cờ gỗ như này bằng gỗ nhá. Cái này bằng gỗ. Đấy, có cả giấy luôn, bản của nó thì vào khoảng là 3 sen. Bộ cờ gỗ 70.000. Đấy, 70.000 thì cái bộ cờ gỗ như này. Tiếp theo thì nó sẽ là 110.000 cho cái bộ mũi khoan đa năng, bao gồm cho các bác là 5 mũi này, 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10, mũi 12. Hàng của thương hiệu Kabushi Japan này, hàng nội địa của Nhật nhá, 110.000. 2 mũi 6, mũi 8, 1 mũi 10, mũi 12. Đấy, đây. Các bác này, 110.000 cho cái bộ mũi khoan đa năng như này nhá, 110.000. Tiếp theo là bộ mũi khoan tháp, hàng của thương hiệu Unica Japan này. Bộ này là bộ 5 mũi khoan tháp, 180.000. 5 mũi khoan tháp có tặng kèm một cây lấy dấu luôn, tặng kèm một cây lấy dấu như này. 1 2 3 4 5, 5 mũi khoan tháp tặng kèm một cây lấy dấu nhá. Giá của nó sẽ là một bộ như này, giá của nó sẽ là 180.000 nhá, 180k. Tiếp theo thì một cái bộ khác cũng là hàng của Nhật, và cái bộ này thì của nó thì nó sẽ là bộ tarot. Đấy, tarot như này. Đây. Thì bộ này sẽ bao gồm cho các bác là 3 đầu tarot nhá, 3 đầu tarot và 3 mũi khoan tháp. Đấy, 3 mũi khoan tháp như này. Mũi khoan tháp thì mũi to nhất này là 32, còn là có 2 mũi nhỏ hơn. Đó. Giá thì sẽ là 110.000 nhá, 110.000. Đấy, lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá, mũi khoan đỏ. Mũi khoan đỏ giá sẽ là 110k, 110k cho cái bộ mũi khoan đỏ như này. Đấy. Còn cái này là bộ 5 mũi khoan tháp nhá. Bộ 5 mũi khoan tháp nhá. 5 mũi tháp này. 5 mũi tháp giá của nó sẽ là 180k nhá, 180k. 180.000 cho 5 mũi tháp. Rồi, ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái mẫu chăn ga 5 món nhá. Đó, chăn ga Nhật 5 món. Màu này nó sẽ là màu Chanel. Đây, còn màu nào không? Màu Chanel rất là đẹp nhá. Đấy, chăn ga Nhật 5 món lên cho em là màu Chanel nhá. Lấy cái biển kia kìa. Số nó to. Đấy thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chăn. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 2 mét. Mét 8, 2 mét gì đấy các bác nhá. Cũng khá là to luôn. Con này thì em cũng không có đo chính xác. Nó tầm khoảng mét 8, 2 mét nhá. Đúng không? Mét 7, 2 mét các bác nhá. Mét 7, 2 mét chăn khá là to luôn. Đấy, và chăn này thì nó sẽ là chăn thu đông. Nó sẽ có trần một cái lớp bông bên trong, như là các bác đắp mùa thu cũng được, đắp mùa đông cũng được. Đấy. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là ba cái vỏ gối, bao gồm là hai vỏ gối thường và một vỏ gối ôm. Đấy. Đây, vỏ gối khá là to luôn. 70 nhá. Vỏ gối là 70 70 40, một vỏ gối ôm và một ga như này. Tổng của các bác khi các bác nhận được hàng sẽ là 5 món nhá. 5 món. Giá sẽ là 260.000. Bên em bao ship tới tận nhà cho các bác luôn. Lên cho em là chăn ga 5 món 260.000. Bên em bao ship tới tận nhà. Nhận hàng các bác có thể kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy trà bếp nhá. Sẽ là 75.000 cho một em máy trà bếp như này. 75k một em. Con này thì các bác dùng để mình vệ sinh bếp này, rồi giặt thảm giặt chiếc, rồi nói chung là đánh cọ vệ sinh đều được hết nhá. Nó sẽ là một con máy như này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái đầu bông, đầu vệ sinh, rồi cáp sạc, các thứ đầy đủ này các bác này. Đó. Về nhà các bác lắp pin, pin có sẵn rồi. Các bác cứ mài như này chưa? Đó. Đánh nồi, niêu, xoong, chảo, bàn, bếp, ga, bếp điếc, còn nói chung là đa di năng luôn. Có cho các bác là giá đỡ này, bông biếc, miếng dán miếng riếc, bông biếc đầy đủ luôn. Giá chỉ có 75.000 cho một con máy như này thôi. Lên cho là máy trà bếp 75.000 nhá, 75.000. Tiếp theo là em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cân 5. Con này thì nó sẽ là cân nhà bếp và cân được 5 kg, nên bên em gọi nó là cân 5 nhá. Cân 5 như này. Lên cho em là cân 5 nhá. Giá thì sẽ là 50.000. 50.000 cái cân 5 như này, nó sẽ là cân điện tử nhá, cân điện tử. Để các bác dùng thì mình cân. Về nhà các bác lắp pin cũng có sẵn pin rồi, cân được 5 cân. Tiếp theo là con robot hút bụi nhá. 120.000 cho một con robot hút bụi như này. 120.000. Con này thì nhỏ gọn tiện ích nhá. Lên cho em là robot hút bụi này. Đây nó sẽ có cho các bác một cái cáp sạc đi kèm. Và đây các bác xem này, đấy, đây thì nó rất là sạch sẽ như này nhá. Sạch sẽ như này, và khi mà em hút test thử sản phẩm cho các bác xem. Đây. Các bác chỉ cần bật lên này là nó chạy này. Đấy. Để đây này. Đấy, nó chạy các bác này. Nó sẽ hút bụi cho các bác luôn. Đó. Thì nếu mà nó gặp mà chỗ nào mà nó chạm đầu này thì nó sẽ tự quay đầu trở lại thôi. Rất tiện ích cho các bác luôn. Đó. Đấy. Em mới hút có một tí thôi mà các bác xem cái lượng bụi ở bên trong nó khá là nhiều luôn. Đây. Đấy các bác thấy chưa? Đây, những cái bụi mịn nó bay vào này. Đấy, những cái bụi mịn này mới là quan trọng này. Bụi mịn này mới là khó xử lý này các bác này.
Đó, chứ còn những cái bụi bình thường thì mình quét đi được, những cái bụi mịn này phải hút thì nó mới hết được. Giá thì sẽ là 120.000 cho một con robot hút bụi này, có đầu cáp sạc của nhà các bác sạc của cho em nhé, 120k. Lên cho em là robot hút bụi giá rất hạt rẻ, chỉ có 120 cành thôi, 120.000 cho con robot hút bụi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái nối, cút nối điện nhá. Đấy, 10.000 một cái và 75.000 cho một chục. Đấy, lên cho em là cút nối điện. Cái này thì nó sẽ là một cái dòng cút nối siêu tiện ích luôn. Về nhà các bác chỉ cần là cho cái dây điện vào đây, cho dây điện vào đây, luôn dây điện vào đây này. Đấy, mà cái này lên, luôn dây điện và sau đó các bác ấn nó xuống này. Đấy, rất chặt luôn nhá. Lên cho em là cút nối điện 10.000 một chiếc, 75.000 một chục nhá. 75.000 một chục cho cút nối điện như này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái tô mì nhá. Đấy, tô mì. Đấy, bát pha mì này. Đấy, tô pha mì. Đây các bác, đậy nắp vào cho em. Con này dùng để pha mì rất là tiện, dung tích của nó thì vào khoảng là nửa lít gì đó. Các bác dùng để pha mì rất là tiện luôn, 50k. 50k cho cái tô pha mì như này. Tiếp theo thì em lên thắc mắc cái sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc của Cuckoo nhá. Con này thì nó sử dụng điện 220V, công suất là 1.500W và 2,5 lít, rất là ngon lành luôn. Bên ngoài bằng nhựa chống nóng, bên trong thì bằng inox, đun nấu cực kỳ là ngon luôn. 130 cành, 130 cành. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái móc dán tường nhá, 8.000 một cái và 3 cái là 20.000. Con này thì hàng siêu bám luôn, siêu bám dính luôn nhá, siêu bám dính luôn. Đấy, trọng lượng của nó lên tới 15 kg này, 15 kg. Tha hồ thoải mái, các bác cứ dán lên tường mình treo thoải mái luôn, 15 kg. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cân 10 này, 120.000 cho con cân 10 như này. Con này thì nó sẽ là cân được 10 cân, cũng lắp pin nhá. Con này thì rất là dày dẫn và chắc chắn luôn. Đấy, lắp pin các bác nhá, lắp pin. Và con này nó cũng có tính năng trừ bì luôn, có tính năng trừ bì, các bác có thể đặt đĩa lên nó trừ bì cho các bác luôn. Đấy, có tính năng trừ bì luôn. Con này sẽ là 120.000, lên cho em là cân 10 nhá. Đấy, con vừa nãy là cân 5, con này cân 10, 120.000. Tiếp theo thì em lên cho bác hai cái mẫu vòng nhá. Đầu tiên thì nó sẽ là cái vòng đây. Cái vòng vòng này là vòng vòng trầm gỗ nhá, vòng trầm gỗ. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một con vòng trầm gỗ như này, giúp cho bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông rất là tốt luôn. Các bác có thể dùng đeo cổ hoặc là đeo tay đều được nhá. Vòng trầm gỗ một vòng như này là 40.000. Tiếp theo thì vòng trầm gỗ này là 50.000 các bác nhá. 50.000 cái vòng trầm gỗ như này. Còn cái vòng vòng vàng điều hòa huyết áp thì con này nó sẽ là bằng nam châm từ trường và titanium nhá, titanium. Đó, và con này thì sẽ là 40.000. Đây, có các hạt nam châm từ trường như này, giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đấy, nó sẽ có các nam châm từ trường như này. Con này thì sẽ là 40.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là vòng vàng. Vòng vàng điều hòa huyết áp, con này sẽ là 40.000, vòng trầm gỗ là 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn hộp nhôm nhá. Một cái đèn đựng trong hộp như này, có cho các bác là cả đèn cả bật lửa luôn. Đấy, cáp sạc đây. Và con này thì vừa đèn sáng vừa bật lửa, quay đeo quay sách đàng hoàng. Đây. Đấy, đây các bác này. Đó, đây, đèn sáng các bác nhá. Đó, đèn rất là sáng luôn này. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa này, sáng vàng này, sáng đỏ này, nhấp nháy cảnh báo này. Và có cả bật lửa luôn các bác, mở cái này ra này. Giữ lì cái phần hình thuốc lá này là bật lửa nó sẽ lên này. Đấy, và các bác nhấn này nó sẽ tắt này. Đó. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho con một con đèn hộp nhôm như này. Lên trên là một đèn hộp nhôm nhá, giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ví. Đầu tiên nó sẽ là cái ví hồng này. Con này là bên em lên nó là ví hồng, 50.000 cho cái ví hồng như này. Đấy, 50k cho mấy em ví hồng như này nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là các cái đầu mài móng tay này, rồi là các cái chi tiết đi kèm đây. Đấy, ba cái bấm móng nhá, 1, 2, 3, kéo cắt, kéo tỉa đàng hoàng. Bộ này sẽ là bộ ví hồng này thì sẽ là 50.000 nhá, 50.000 cái bộ ví hồng như này. Đó. Tiếp theo thì sẽ là một cái mẫu ví ví xanh này. Đấy, ví xanh là 100.000. Con này thì hàng đa di năng hơn. Đấy, nhiều hơn, chi tiết nhiều, chi tiết hơn, to hơn. Đấy, đây. Con này các bác lên theo là ví xanh nhá. Ví xanh. Đây. Đấy, nó sẽ có tới cho các bác là 1 2 3 4 cái bấm móng này, kéo cắt này, rồi mài gót chân trước đàng hoàng. Con này thì rất nhiều chi tiết đi kèm. Con ví xanh này sẽ là 100.000, 100.000 cho con ví xanh như này. Đây, các chi tiết đi kèm khá nhiều luôn. Ví xanh 100. Ngoài ra thì bên shop có về cho các bác cái này nó sẽ là 60.000. 60.000. Cái này thì nó sẽ là một cái bộ bộ móng 5 chi tiết như này, 1 2 3 4 5.
lên cho em là bộ móng 5 chi tiết nhá. Ở đây thì các bác lắc ra như này để mình sử dụng này. Đấy, nó sẽ có cái mài này, một cái lấy dây tai này và ba cái bấm móng. 60.000 nhá. Lên cho em là bộ móng 5 chi tiết, 1 2 3 4 5, 5 chi tiết nhá. Đấy, giá sẽ là 60.000 cái bộ móng 5 chi tiết như này. Cái này thì nó sẽ có cái công dụng riêng của nó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con hút thổi bụi chạy bằng điện nhá. Con này thì siêu khỏe luôn. 260.000 bao ship đến tận nhà. Con này thì chạy bằng điện, siêu khỏe luôn nhá. Khỏe lắm. Con này thì các bác dùng để mình hút thổi bụi, sân sướng các thứ. Rất là ok luôn, cả hút cả thổi luôn. 260.000 cho con hút thổi bụi điện như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con đèn bắt muỗi đen nhá. Con này thì dùng để bắt muỗi. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em, cắm trực tiếp điện 220 vào đây. Đấy, và nó có cái ánh đèn hồng ngoại bật công tắc lên, con muỗi nó sẽ bị thu hút bởi cái ánh đèn hồng ngoại, nó bay và nó sẽ chết. 120.000 đèn bắt muỗi đen nhá. Đây, đấy, nó bay và nó chết luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ T8 nhá. Đấy, đồng hồ T8 170.000 cho con đồng hồ T8 như này. Con này thì khá là nhiều chức năng luôn nhá. Đấy. Khá là nhiều chức năng luôn, xem giờ rồi các bác có thể là đo nhịp tim, đo huyết áp, khá nhiều chức năng luôn. Đấy, đồng hồ T8 có đốc sạc đi kèm. Chất của nó là thân của nó là bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim. Đây là cái phần đuôi sạc đây. Về nhà các bác bật nguồn này lên cho em này. Đó. Hàng này thì vận chuyển từ nước ngoài về, để lâu nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy. Các chức năng của một con đồng hồ như này. Đây, đầy đủ các cái chức năng của nó này. Về nhà các bác có thể kết nối đo nhịp tim, đo huyết áp, các kiểu con là điều luôn. Đây, nó sẽ hiện lên như này nhá. Giá sẽ là 170.000 đồng hồ T8 này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn thần tài nhá. Đây, đây nó sẽ là một con đèn thần tài như này. 60.000 cho một con đèn thần tài như này. Đó, 60.000 thôi. Con này thì khi các bác sử dụng thì về nhà các bác lật ngược lên cho em, đậy nắp vào này. Đấy, có công tắc, bật công tắc lên đó nhá. Vỗ nhẹ nó sẽ lên, vỗ nhẹ nó tắt này. Đấy, hoặc các bác có thể thổi này. Đó. Một là vỗ, hai là thổi, tùy theo nhá. Có thể vỗ hoặc thổi, các bác lưu ý cho em. Hoặc chạm này nó sẽ lên này. Đấy, rất đơn giản thôi. Hoặc các bác có thể thổi cũng được. Đó. Và tắt cái công tắc này đi nhá. Đấy. Giá sẽ là 60.000 cho con đèn thần tài như này. 60k cho một em đèn thần tài nhá, 60.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái xịt xoang mũi nhá. 35.000 một lọ và 3 lọ sẽ là 100.000 xịt xoang mũi. Bác nào bị viêm xoang mũi, đau mũi rồi các bệnh về mũi, xịt con này cho em rất là tiện ích luôn. Đây. Đấy. Con này. Đó, nó sẽ là dạng xương mảnh như này, giúp cho các bác xịt. Các bác xịt trực tiếp vào xoang mũi cho em, rất là tốt luôn. Lên cho em là xịt xoang mũi nhá. Giá của nó sẽ là 30.000 cho một lọ như này. Lên cho em là xịt xoang mũi, giá sẽ là 30.000 cho một lọ nhá. Đấy, xịt xoang mũi. À 35.000, 3 lọ 100. Tiếp theo em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái máy hút bụi đây. Đấy, hút bụi chạy bằng pin. Con này thì cả hút cả thổi luôn. Hút thổi bụi chạy bằng pin. Đấy. Chạy rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, rất khỏe luôn. Các bác thấy không? Rất khỏe luôn nhá. Đấy. Rất khỏe luôn. Đấy. Rất khỏe luôn. Hàng của Timasio. Đấy, Tamasio Made in Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, có đầu hút, đầu thổi, đầu bông, đầu biếc, cáp sạc đầy đủ luôn. 170.000 cho con hút thổi bụi chạy bằng pin như này, hút thổi bụi pin 170.000. Ngoài ra thì các bác lên cho em là hút thổi bụi đại nhá. Con này là 450.000. Con này thì nó sẽ là chạy bằng điện và siêu khỏe luôn. Con này nó chạy bằng điện và rất là khỏe nhá. Đấy. Đấy, các cái chi tiết đi kèm của nó này, các bác có thể lắp đặt vào như này. Con này là hàng đại nhá, 450.000. Chạy bằng điện siêu khỏe luôn. Đấy. 450.000 cho cái combo như này. Đây, cái đầu hút to của nó này. Đấy. Thân máy cái thứ này. Con này là cắm pin nhá. À, cắm điện nhá, cắm điện. Siêu khỏe luôn các bạn. Đấy, rất là nhiều chi tiết đi kèm. Con này thì lực hút của nó thì khủng khiếp rồi. Đấy, tôi lên tới 1000 W nhá, 1000 W. Đấy, rất nặng luôn. Đó. Dùng thì các bác có thể nối dài và để mình hút bụi biếc. Nói chung là con này thì hàng chấm hết rồi. Con này thì các bác yên tâm sử dụng thôi. 450.000. Có thể để trên xe ô tô này, hoặc các bác có thể dùng trực tiếp này. Đấy, 450.000 cho con hút thổi bụi như này. Đây. Đấy, rất tiện luôn nhá, kết nối vào. Đấy. Cả hút cả thổi luôn. Con này các bác có thể dùng để mình bơm phao này. Đấy, bơm phao, bơm bóng đều được nhá. Đây nó bơm phao này các bác này. Đấy, rất đa di năng luôn. Hút thổi bụi nhá, 450.000 chạy bằng pin. Tiếp theo thì nó sẽ là cái kẹo chuột nhá. 30.000 cho một hộp như này. 30.000 cho một hộp kẹo chuột như này. Đây. 80g. Cái này siêu nhạy luôn. Rất thu hút chuột nhá. Màu hồng này thu hút chuột luôn, kéo cả đàn đến ăn chết cả đàn luôn. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 30.000 cho một cái gói kẹo chuột này thôi, 30.000 nhá. Tiếp theo thì cái đế nóng này, 130.000 cái đế nóng như này. Cái này thì các bác có thể dùng để mình
đun nấu hoặc giữ nhiệt rất là tốt luôn. Đây, nó sẽ làm cái đế như này. Đấy, đế bằng gang, cắm điện trực tiếp điện 220 và có điều chỉnh nhá, có điều chỉnh như này. Đó, 130.000 thì cái đế nóng này, rất là tiện luôn. Pha trà, pha chiếc các thứ rất là tiện nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vít xanh nhá. 40.000 thì cái bộ vít xanh như này. Đấy, đây nó sẽ là đầu nối dài này và 30 đầu vít đi kèm như này. Đấy, rất tiện, các bác có thể dùng để mình sửa chữa đồ và lặt vặt linh tinh, 40.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái Phương ơi. Nó sẽ là một cái đây, một cái bộ sản phẩm bao gồm cho các bác là hai món như này. 100.000. Phương ơi. Dạ. Cái này tên nó là cái gì đi? Ca lọc dầu. Ca lọc dầu à? Đây nó sẽ là cái ca lọc dầu như này nhá. Các bác có thể lắp cái này vào cho em này, 100.000. Ngoài lọc dầu thì các bác có thể dùng để mình chiên khoai tây rồi. Ca chiên dầu nhá. Lên cho em là chiên. Hả? Chiên cái gì? Tắt hai quả bóng đi. Cái tên nó là gì? Ca chiên dầu các bác nhá. Đấy, các bác có thể đun bếp ga bếp từ thoải mái luôn, đặt lên đấy mình có thể chiên rán xào nấu đều được hết. Sau đó thì ví dụ khoai tây cái thứ hoặc là các cái đồ chiên mình bỏ ở đây chiên xong thì mình bê ra rất là tiện nhá. Lên cho em là ca chiên dầu, giá sẽ là 100.000 cho cái bộ ca chiên dầu này thôi, 100 cành nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái sản phẩm, đó là một cái thùng gạo nhá, 180.000 trong cái thùng đựng gạo như này, 180k trong cái thùng đựng gạo, hàng của Việt Nhật nhá, hàng của Việt Nhật đây. Đấy, Hikori. Con này thì đựng được một yến gạo này, các bác cứ đổ gạo vào đây cho em xong, đổ gạo đậy nắp vào. Đấy, đựng được một yến gạo. Đây, có cả cái ca này luôn, cái ca này các bác vừa để vo gạo được luôn nhá. Ca này dùng để vo gạo được luôn. Đựng được một yến gạo. Các bác cho vào nhấn đây cho em, nhấn đây là nó sẽ gạo nó sẽ rơi xuống này. Đây, nhấn vào đây là gạo nó rơi xuống rất là tiện luôn. Đó. Thì các bác cứ đổ tràn lên đây thì cái đáy nó sẽ ăn trước để gạo cũ ăn trước, các bác dùng nó rất là tiện. 180.000 cho cái thùng gạo như này. Lên cho em là thùng gạo 180.000 rồi, ok. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái con đèn ngủ các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn ngủ như này. Đây, đèn ngủ rất là đẹp luôn. Đó. Và con này thì dây của nó dài khoảng tầm gần 2 mét. Ở đây thì con đèn ngủ này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là có cho các bác các cái chức năng khá là đa năng luôn. Khi mà các bác nhận hàng thì nó sẽ âm xuống như này nhá, nó sẽ âm xuống thấp như này. Thì các bác kéo lên, sau đó thì mình xoáy cái gen vào cho em, xoáy cái lẫy này vào này. Đấy, nó có cái lẫy này, các bác xoáy cái lẫy, sập cái lẫy này vào cho em là xong. Bật công tắc lên này. Đó, bật công tắc lên. Đây là công tắc đèn ngủ này. Đấy, đèn ngủ và nó sẽ có cho các bác là hai chân USB và ba chân ổ cắm luôn. 150.000 cho con đèn ngủ như này. Lên cho em là đèn ngủ trắng nhá, đèn ngủ trắng. Nó màu trắng như này. Lên cho em đèn ngủ trắng 150.000, đa di năng luôn. Thứ nhất nó sẽ có cho các bác là ba chân cắm điện này, ba chân USB này và có công tắc ngắt này, ngắt tổng này, và đèn ngủ thì sẽ có đổi màu luôn nhá. Đó, có màu trắng, màu vàng, màu trung tính này. 150.000 cho một con đèn ngủ trắng như này. Lên cho em là đèn ngủ trắng 150.000 các bác nhá. Chiều cao của nó thì vào khoảng là trên 20 cm, chiều rộng thì vào khoảng 12-13 cm. Đó, cắm điện trực tiếp 220, có ba chân USB, ba chân ổ cắm. Đèn thì sẽ có đổi màu để dùng để làm đèn ngủ, để đầu giường thì rất là hợp lý luôn nhá. Đấy, để đầu giường rất hợp lý luôn. Các bác có thể sập xuống hoặc là đẩy lên cũng đều ok thôi, tùy theo nhu cầu của các bác nhá. Đó, rồi, ok. 150.000 nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Một số mã hàng mới bên em tiếp tục cập nhật gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái ghế các bác này. Đấy, ghế thì bên em về nó sẽ có hai mẫu. Đấy, đây, cái này nó có cả quai sách như này luôn. Và con này thì các bác có thể gấp gọn vào được nhá. Đây, gấp gọn vào này. Đấy, gấp vào nó rất là gọn như này. Cái đường kính của nó thì nó vào khoảng là trên dưới 10 cm thôi. Còn chiều dài của nó thì chiều dài khi mà con này khi gấp gọn vào nó vào khoảng là 70 cm. Đó, còn khi giả ra thì nó sẽ to rộng như này các bác này. Đấy, giá sẽ to rộng như này. Người từ 7-80 cân đến một tạ cũng ngồi thoải mái luôn. Nó là dòng đai 4 chân rất là chắc chắn nhá. Con này thì giá sẽ là 260.000 bên em bao ship tận nhà. Ngoài ra thì bên shop có bán cái con mini này. Con mini này thì giá của nó sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho con mini này. Đấy, em sẽ test ngồi cho bác xem. Đây, đấy. Người mẫu này thì vào khoảng là 60 cân, ngồi cực kỳ thoải mái luôn. Không có hề hấn gì các bác nhá. Rồi em có thể dãy dọn đi, đấy, thoải mái luôn. Đấy, ok cho các bác, rất thoải mái luôn nhá. Ôi, ghế nhỏ này. Ghế nhỏ này thì 70.000 thôi. Con này thì các bác có thể để trên xe ô tô hoặc là xe máy để mình
mang đi. Đó, đây cũng rất là ok luôn các bác nhá. Thoải mái luôn, cực kỳ vững chãi và ngon lành. Ok. Con này thì bản của nó sẽ là 20 bản của nó tầm 25 nhá, bản 25 cao 25 vuông 25. Đấy, nói chung là nhỏ gọn, con này nhỏ gọn. Giá chỉ có 70 cành thôi. Các bác ném lên ô tô ấy, để mình sử dụng khi mình di chuyển nhá. Đó, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Tiếp theo thì sẽ là cái mã chổi lau nhà nhá. Chổi lau nhà. Con này thì lên cho em là thùng lau nhà nhá. Giá sẽ là 250.000 cho bên em thùng lau nhà như này, 250k nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thùng lau có bánh xe đẩy này. Một thùng lau có bánh xe đẩy và một cái bộ lau. Nói chung cái này thì bác nào không biết rồi, em giới thiệu qua thôi. Về nhà các bác lắp ráp vào cho em là xong. Bộ lau thì sẽ là một lau bông và một lau bông và một lau gen nhá. Đó. Và có cho các bác là hệ thống vận hành trơn tru ngon lành. Nói chung là 250.000 bao ship đến tận nhà, hàng chất lượng, có bánh xe đẩy đàng hoàng nhá. Nhựa dày dẫn chắc chắn. Con này nếu các bác mua ngoài cửa hàng nó sẽ bán cho bác khoảng là 300-350.000 nhá. 300-350.000. Đấy. Đấy, hệ thống quay vắt này. Rất là ngon luôn. Lên cho em là thùng lau nhà 250.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã đó là cái mã ghế hơi này. Đây. Khi các bác bơm lên thì nó sẽ là một cái ghế hơi như này. Một cái to, một cái nhỏ. Con to này thì sẽ là 62 nhân 116 nhân 98 nhân 83. 116 này, chiều sâu 116 này. Đấy, chiều dài rộng là 98 và cao là 83 nhá. Đấy, còn con nhỏ đây, con nhỏ thì là 62 62 31. Đó, các bác về các bác bơm hơi lên là dùng thôi. Giá sẽ là 350.000 cho con ghế hơi như này nhá, 350.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ màu nhá, bộ màu đây. Lên cho em là bộ màu cầu vồng nhá, 100.000 thì cái bộ màu cầu vồng như này. Bộ này thì các bác để cho các em nhỏ nhà mình thỏa sức sáng tạo luôn. Tô tập vẽ rồi nói chung là các kiểu con này điểu luôn. Đầy đủ các cái chi tiết đi kèm như này. Giá thì đang gửi tới các bác chỉ có 100.000 thôi. Đấy, và đầu năm học rồi các bác có thể mua cho các em học sinh hoặc là mua để làm quà sinh nhật, tặng quà cho các em nhà mình luôn. Đó. Màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì, các loại màu luôn. Giá sẽ là 100.000. Nếu con này các bác ra hiệu sách mua thì nó sẽ là vào khoảng 150 các bác. Hiệu sách thì họ sẽ bán cho các bác khoảng 150 đấy. Nhưng mà bên em thì em thanh lý cho các bác giá tốt chỉ có 100k cho cái bộ màu cầu vồng này thôi, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia bột thông cống nhá, 25.000 cho một kia tẩy xanh nhá, 25.000 cho một cái hộp tẩy xanh như này, 25.000. Các bác dùng để mình tẩy xoong nồi vành bánh rồi xe cộ là ok. Đấy. Vỏ xe, vỏ xiếc nhá. Đấy, rồi xoong nồi, bánh xe, vỏ xe ô tô, 25.000 tẩy xanh. Đấy. Rồi tiếp theo thì nó sẽ là cái mã dây tắm nhá, 15.000 chiếc này. 15.000 chiếc. Cái này thì nó sẽ là bằng cao su non. Đấy, cao su non. Dùng rất là thích luôn. Các bác dùng để mình tắm kỳ cọ rất là sạch sẽ. Dây tắm 15.000. Tiếp theo thì sẽ là cái mã áo mưa choàng như này. Đây, nó sẽ là áo mưa choàng như này và có cả mũ luôn. Áo mưa choàng có cả cái viền mũ như này. Khi các bác mặc lên thì nó đúng như trên hình như này nhá. Áo mưa choàng. Giá sẽ là 100.000 cho con áo mưa choàng như này. Con này nếu các bác mua ngoài nó sẽ bán cho các bác khoảng từ 150 đến 200 nhá, 150 đến 200. Đấy, đây. Khi bác mặc vào nó sẽ như này. Đó, áo mưa choàng có cả đầu chấn mũ như này nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho bác là 100.000 cho con áo mưa choàng như này thôi, 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chai tẩy cặn canxi nhá, 30.000. Các bác xịt trực tiếp lên các bề mặt mà đồ nhôm, đồ sành, đồ sứ, đồ thiết bị vệ sinh để tẩy cặn canxi. 35.000 cho cái chai tẩy cặn canxi này nhá, 35.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia viên tẩy lồng giặt nhá, viên tẩy lồng giặt 25.000 một hộp, 12 viên. 25.000 một hộp 12 viên, các bác dùng để mình tẩy lồng giặt, vệ sinh lồng giặt rất là ok luôn. 25.000 một hộp nhá. Lên cho em là viên tẩy lồng giặt nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái thước laser nhá, thước laser. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi thì em cũng giới thiệu qua thôi. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một con thước laser như này. Có kèm cho các bác là một cái đầu laser nhá. Đấy, đây, các bác đây. Đó, đầu laser đây. Các bác nhìn, đây, đầu laser dọi lên tường rất là ngon luôn các bác này. Đó, đầu laser nhá. Đó. Các bác thấy không? Lấy góc vuông cũng biết đầy đủ cho các bác luôn. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000 cho con thước laser như này nhá. 90k cho con một con thước laser này thôi. Giá sẽ là 90.000 các bác nhá. Đó. 90.000 cho con thước laser như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thước laser 90.000 các bác nhá, 90.000. Tiếp theo thì cái hộp miếng dán ngày cứu nhá. Một hộp này 12 miếng. Các bác chuyên trị đau mỏi vai gáy, đau nhức vai gáy cổ thì các bác bóc ra dán vào cho em, nó sẽ là hình tam giác như này, dán trực tiếp vào cổ vai gáy.
chất liệu của nó là nhài nhài cứu và than tre hoạt tính, giúp cho các bác chống đau nhức mỏi vai gáy. Đây, bóc ra dán vào cổ vai gáy cho em. Giá sẽ là 20.000 cho một hộp như này, 20.000 cho hộp. Tiếp theo thì sẽ là giấy ăn nhá, giấy ăn. Một bịch này của nó, cái này bao nhiêu nhỉ? 10.000 một gói giấy như này nhá, 10.000 một gói giấy như này. Một 10 gói là 80.000 nhá, 10.000 một gói. Giấy siêu dai luôn, giấy siêu dai luôn các bác nhá. Đấy, giấy siêu dai luôn. Đó, các bác theo. Rất dài nhá, rất dài luôn. 10.000 một gói như này. Và các bác mua 10 gói thì sẽ là 80.000 nhá. 10 gói là 80.000. Còn một thùng của nó là 20 gói là 140 thôi. Đấy, một thùng 20 gói chỉ có 140 thôi, còn mua 10 gói thì là 80.000. Mua lẻ là 10.000 một gói, 20.000 ba gói. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ treo tường nhá. Giá chỉ có 75 cành thôi. 75 cành cho một con đồng hồ treo tường như này. Các bác lên cho em là đồng hồ treo tay, treo tường 75 cành, chiều rộng của nó thì đường kính của nó chỉ vào khoảng là đi 20 cm thôi. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hàng của hãng cực kỳ chất lượng nhá. Giá sẽ là 75.000. 75.000 cho một con đồng hồ treo tường như này nhá. Đường kính khoảng 20 cm, rất nhỏ gọn xinh xắn này. Tiếp theo thì cái bóng tích điện này. Đấy, con này thì các bác thông cảm là đợt này nó ít nắng cho nên là nó mất nó không tích điện được, thì về nhà các bác tự sạc vào cho em nhá. Tự sạc vào. Đấy, nó hết điện nữa rồi. Về nhà các bác tự sạc vào. Lên cho em là bóng tích điện nhá. Đó, bóng tròn. Lên cho em là bóng tròn. Bóng tròn giá thì 80.000 thôi. Về nhà các bác tự sạc vào cho em. Đấy, cái này để lâu nó bị hết điện rồi. Về nhà các bác tự sạc vào cho em nhá. Bóng tròn 80.000. Tiếp theo thì sẽ là cái phao nước nhá. 60.000 thì cái phao nước như này. Đây nó sẽ là một cái phao rất là tiện ích luôn. Về nhà các bác chỉ cần là lắp vào cái hệ thống nước nhà mình là xong. Nước ngập 1 cm là nó sẽ tự ngắt nhá. Nước ngập 1 cm là tự ngắt. Lên cho em là phao nước, giá sẽ là 60.000 cái phao nước như này nhá. Đấy, 60.000 cái phao nước như này. Giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một con đèn đeo đầu Wi-Fi 130.000 nhá. 130.000 cho con đèn đeo đầu Wi-Fi như này. Con này rất là tiện luôn. Đấy, đây. Hàng thì cực kỳ là dày dẫn chắc chắn ngon lành. Hàng này thì rất chất lượng rồi. Đây, hàng của Đức các bác nhá. Hàng của Đức này, Made in Germany này. Đó, hàng của Đức nhá. Đây. Rất sáng luôn các bạn. Đấy, rất sáng luôn, các bác theo. Đó. Và có chế độ cảm biến này. Đấy, tay gạt qua này là sẽ tự tắt này. Đấy, tự bật tự tắt cho các bác luôn, rất là tiện. Giá này sẽ là 130.000 cho con đèn đeo đầu cảm biến như này nhá. Đấy, lên cho em là đèn Wi-Fi 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã nước hoa nhá. 120.000 một lọ. Nước hoa thì nó sẽ có hai dòng, một dòng của Gucci và dòng của Chanel. Đấy, em chỉ còn có mấy lọ thôi, thanh lý cho các bác giá 120.000 một lọ, còn có 2-3 lọ này thôi. Thanh lý cho các bác 120.000 một lọ nhá. 120.000 cho một lọ nước hoa như này. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện nhá. Đấy, hàng của Chanel và hàng của Gucci nhá. 120.000 cho một lọ nước hoa 100ml. Tiếp theo thì sẽ là cái cây lăn bụi nhá. Đấy, đây cây lăn bụi này. 25.000 một bộ như này, bao gồm cho các bác là 3 con lăn. Đây, 3 con lăn tất cả. 3 con lăn và có kèm cho các bác là các cái thanh này, các bác bóc cái này ra, sau đó thì mình lăn đi là cái bụi bẩn nó sẽ bám lại ở trên cái thanh này các bác nhá. Đây, em sẽ test thử cho bác xem này, đây nhá. Đây. Về nhà thì các bác bóc cái vỏ ra cho em. Sau đó thì mình sẽ ở đây nó sẽ có một cái lớp màng. Mình bóc cái màng này ra là bắt đầu là nó sẽ bật ra và các bác cứ thế là mình sử dụng thôi. Đây. Đấy. Đây nó sẽ có cái lớp màng ở đây. Đây. Cái này nó dùng được rất là nhiều và rất là hữu ích nhá. Đây các bác bóc cái màng ra cho em này. Đấy. Là nó sẽ đây, đấy bóc cái màng này ra. Bóc cái màng này ra thì đồng nghĩa với việc là cái lớp bụi nó sẽ dính vào cái màng này. Đây này, em lăn này. Đấy. Đây. Đấy các bác thấy không? Vừa lăn tí nhá. Màng đang trắng tinh mà lăn phát bụi bẩn nó bám vào đầy luôn. Các cái bụi mịn bụi miếng nó bám vào hết luôn các bác này. Đó. Thì nó rất là tiện này. Sau đó thì các bác lại lột vứt đi này. Lột vứt đi cho em. Đấy, lột vứt đi. Sau đó thì mình lại lăn. Đây, mình lại lăn tiếp này. Đấy nhá, lại lăn này. Lăn một tí là nó bám bụi đầy luôn. Đấy. Bám bụi đầy luôn các bác theo. Thì rất là tiện luôn. Rất là sạch sẽ vệ sinh nhá. Giường thảm rồi quần áo rồi lông thú lông thiếc các bác vệ sinh thì nó rất là tiện. Sạch sẽ lắm. Đấy, các bác lăn đi cho em. Sạch sẽ luôn. Sau đó thì các bác lại lắp vào. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con lăn như này. Giá của nó sẽ là một bộ này của nó là 25.000, bao gồm cho các bác là 3 con lăn, 3 con như này 25.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vòi nối nhá. Con vòi nối này thì giá sẽ là 70.000.
70.000 cho con vòi nối như này. Các bác chỉ cần là xoáy vào cái đầu gen nguồn nước nhà mình là xong. Nó sẽ có hai chế độ, một là chế độ vòi hoa sen, hai là chế độ vòi ở giữa như này, rất là tiện. Vòi nối giá là 70.000 cho con vòi nối như này nhá. 70.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác ba cái loại xịt rửa này. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là xịt nhà tắm này. Xịt nhà tắm thì con này giá của nó sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho chai xịt nhà tắm như này. Đây thì nó sẽ là một cái dòng bọt kem như này các bác này. Đấy, xịt nhà tắm nhá. Đấy, vết các vết bám, vết bẩn ở trên nhà tắm, đồ sành, đồ sứ. Đây. Đấy, xịt nhà tắm 40.000. Con này thì xịt bếp này, chuyên trị dầu mỡ các kiểu này. Đây. Cũng là dạng kem nhá. Đấy, dạng kem như này. Đó. Con này thì các bác dùng để xịt bếp đi em. Chuyên dầu mỡ nhá, dầu mỡ các vết bám, dầu mỡ. Đó, con này là 45.000. Còn đây là một cái chai xịt cái này nó là xịt cái gì đây? Hả? Cái này là xịt vệ sinh điều hòa nhá. Đây khử khuẩn các bác này. Vệ sinh điều hòa khử khuẩn các bác nhá. Đó. Giá thì sẽ là 45.000 cho chai xịt vệ sinh điều hòa như này. Đấy các bác bóp đều cho em, sau đó thì mình xịt đây. Đây nó có cái lẫy mở đây các bác, tháo cái này ra này. Tháo lẫy này ra mình xịt nhá. Đó. Thì các bác lên cho em là xịt điều hòa nhá. Xịt điều hòa con này thì giá sẽ là 45.000 cho cái chai xịt điều hòa như này nhá. 45.000 vệ sinh điều hòa. Tiếp theo thì nó sẽ là con kích điện 175.000. Con này thì kích từ điện từ điện ắc quy 1224 lên 220. Nhà bác nào có ắc quy, kể cả ắc quy xe máy, các bác tháo ắc quy xe máy ra, tháo cái ắc quy xe máy ra câu vào là xong. Đó là kích điện điện 220 dùng để sạc. Giết các thứ ok hết nhá. Tiếp theo thì cái cân treo nhá. Cân treo thì con này sẽ là 70.000 cái mã cân treo như này. 70.000 về nhà các bác lắp pin vào là sử dụng thôi. Số của nó là số điện tử rất là dễ dùng luôn. Cân treo 70.000. Đấy, cân treo 70.000. Rất tiện ích luôn. Đó. Tiếp theo thì sẽ là con này. Con lấy dây tai nhá. Đấy, đây nó sẽ là giọng lấy dây tai bằng đèn, có đèn luôn. Đó. Có đèn nhá. Đây. Lấy dây tai bằng đèn các này. Đấy. Có đèn luôn. Đây, có đèn như này. Đấy, để các bác đưa vào trong cái khóe tai các bác lấy này. Đấy, nó sẽ có hai thiết bị. Một là đầu gắp như này và hai là đầu lấy nhá. Sẵn sàng pin biếc đầy đủ cho các bác luôn. Có pin biếc các thứ đầy đủ hết nhá. Đây, có cả cái đầu này nữa này. Đầu này thì các bác cũng lắp pin vào, sau đó thì mình xoáy cái đầu lấy dây tai vào. Đấy, combo cho các bác một cái bộ lấy dây tai như này. Giá chỉ có 60.000 thôi. 60.000 thì cái bộ lấy dây tai đèn nhá, 60.000. Giá hợp lý cho các bác luôn, 60.000 cái bộ lấy dây tai đèn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái móc dán nhá. Đấy, móc dán về nhà các bác bóc cái này ra, sau đó thì dán vào cho em. 2 4 6 8 10. Một bộ này của nó là 10 chiếc này. 10 chiếc như này nhá. Cái này bên em bán lẻ nó sẽ là 20.000 cho 3 cái nhá. 20.000 cho 3 cái. Đó, 20.000 3 cái. Còn nếu các bác nào thích mua cả chục thì mua. Đây một ví này là cả chục cái luôn. Rồi ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm nó là cái bộ 5 đĩa tròn nhá. 120.000 cho cái bộ 5 đĩa tròn như này. 120.000 các bác. Đây, nó sẽ 5 cái đĩa, đường kính nhỏ nhất thì nó sẽ vào khoảng 18 cm và to nhất thì nó vào khoảng 25 cm. Đây. Đấy, bộ 5 đĩa tròn như này nhá. 120.000 cho 5 cái luôn. 120.000 cho 5 cái. Từ to đến nhỏ 120.000. Giá vo gạo này, 75.000 cho cái giá vo gạo như này. Hàng inox 304 dùng để vo gạo đựng rau. Đấy, có gạo các bác cho vào đây cho em nhá. Cho vào đây. Sau đó thì mình gạn nước đi là nó sẽ đọng gạo ở đây. Rồi ok, 75.000. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái nhẫn đồng hồ các bác này. Con này thì đợt này giá nó hơi cao một chút, giá của nó sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một con nhẫn đồng hồ như này. Đây, các bác có thể đeo vào như này. Vừa làm trang sức vừa làm đồng hồ luôn, rất đẹp các bác này. Đó. Vừa làm trang sức vừa làm đồng hồ luôn, rất đẹp, rất tiện ích luôn. Đó. Giá thì sẽ là 40 cành cho một con nhẫn đồng hồ như này. Dây của nó là nó thuộc dạng dây giãn như này, nên là các bác ai cũng đeo được nhá. Ai cũng đeo được, tay to tay nhỏ đeo được hết. Lên cho em là nhẫn đồng hồ giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là keo đa năng nhá. Các bác lên cho em là keo đa năng xanh. Đấy, nó là hộp vỏ xanh như này, lên cho em là keo đa năng xanh. Con này thì giá của nó sẽ là đây các bác này. Đấy, các bác có thể dán trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt cho em được luôn. Đấy các bác theo. Đây. Dán sắt này, dán đồ gỗ này, rồi nói chung là đa di năng luôn, cánh cửa tủ này, đó rất chắc chắn luôn các bác nhá, ổ điện này, đó rất chắc chắn nhá, dán trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt được luôn, kể cả dán dưới nước này, các bác cứ để khô cho em từ 2 đến 3 ngày nhá,
Đó, sau đó thì bắt đầu sử dụng này. Keo dán đa năng công nghệ Nhật Bản nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 20.000 một típ nhá. Lên theo là keo dán xanh 20k một típ và 3 típ sẽ là 50.000. Đây. Đấy, một típ của nó sẽ là 60 gram như này. Đấy, 20k một típ nhá, 20.000 một típ, 3 típ là 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mẫu dây sạc nhá. Đấy. Đầu tiên thì nó sẽ là cái dây sạc tự ngắt nhá. Con sạc tự ngắt này thì công suất của nó là 100W. Con này thì giá của nó, con tự ngắt này bao nhiêu đấy? Con này sẽ là 40k nhá, 40k công suất của nó là 100W này. Và nó tự ngắt thì các bác dùng nó rất là an toàn nhá. Ban đêm hoặc là các bác không để ý thì nó sẽ tự ngắt cho bác luôn. Có hệ cái hệ điều hành ở đây và nó sẽ tự ngắt cho các bác nhá. Sạc tự ngắt giá sẽ là 40.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dây sạc béo như này. Nó là dòng dây sạc nhanh rất là an toàn luôn và chắc chắn này. Có đèn báo bên đầu như này. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho cái sạc béo này. Lên trên là sạc béo 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lô kéo này. Kéo thì bên em có hai mẫu nhá. Kéo này nó sẽ là kéo 15. Cái mẫu kéo 15 này là kéo nhỏ này, rất là bén luôn con này. Đấy, rất là bén luôn. Con kéo 15 này thì giá sẽ là 10k một chiếc nhá. 10k cho một kéo 15 như này. Tức là chiều dài của nó sẽ là 15 cm nhá, 15 cm. Đó. Còn tiếp theo là con kéo 21, chiều dài của nó là 21 cm. Giá thì sẽ là 15.000. Con kéo 21 là 15.000. Còn con kéo 15 thì là 10.000 con nhá. Đây. Rất là bén luôn con này. Đấy, rất bén luôn. Đây, coi theo. Rất bén luôn. Đó. Rất là ngon lành nhá. Chất liệu của nó thì thép trắng không gì này. Hàng có thương hiệu Hàn Hoi nhá. Đó, đây. Rất ngon lành cho các bác luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Đấy, con này sẽ là 10.000 và con này 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bình 20 nhá. Dung tích của nó là 2 lít. Đấy. Bình 20. Con này thì dung tích của nó là 2 lít và giá thì chỉ có 80 cành thôi. Các bác dùng để mình đựng nước lọc này, đựng nước lọc nước uống là ok. Đấy, con này thì nó không có giữ nhiệt đâu. Các bác chỉ dùng để đựng nước lọc, nước uống các thứ thôi. Đó. Giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một con bình 20 như này. Giá 80k thôi. Đấy, lên treo là bình 20 nhá, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nồi lẩu mini nhá. Đây. Đây nó sẽ là một con nồi lẩu mini như này. Có cả khay hấp cho bác luôn. Các bác có thể dùng trực tiếp để chiên rán xào nấu này. Ổ cắm điện các thứ đàng hoàng nhá, dây cắm cáp đàng hoàng. Đó. Các bác có thể dùng trực tiếp như này để mình nấu mì này, chiên rán xào nấu hoặc là dùng hấp ở đây. Đây là cái nắp của nó này. Các bác có thể dùng trực tiếp hoặc là dùng qua cái nồi hấp này cũng được. Dùng qua cái nồi hấp này cho em cũng ok thôi. Đó thì nó sẽ có cho các bác là hai chức năng, một là chiên rán xào nấu nấu trực tiếp, hai là các bác dùng qua cái khay hấp này cho em nhá. Giá của nó sẽ là 150.000. Lên cho em là nồi lẩu mini nhá, nồi lẩu mini. Giá sẽ là 150k cho một con nồi lẩu mini như này. 150.000 một chiếc các bác nhá, 150.000 cho con nồi lẩu mini như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bóng đèn nhá, bóng đèn. Con 5 cánh này thì sẽ là 120.000 nhá, 120.000 cho con đèn 5 cánh như này. Đấy, 120.000 cho con bóng đèn 5 cánh như này. Con này thì siêu sáng luôn. Bóng đèn 5 cánh siêu sáng luôn thôi nhá. 120.000 cho con đèn 5 cánh siêu sáng như này. 1 2 3 4 5 cánh siêu sáng luôn. 120.000. Gập cái này xuống cho. 120.000 các bác nhá. Đấy, đèn 5 cánh siêu sáng 120.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một con bóng đèn 8 cánh nhá. Đấy. 2 này, 4 này, 6 8. Con này thì sẽ là 190.000 cho con 8 cánh như này nhá. 190.000 cho con 8 cánh như này. Đấy, con này sẽ là 8 cánh này, 2 4 6 8 cánh. Công suất của nó là 200W nhá, còn con 5 cánh là 100W. Con này là 200W siêu sáng luôn, 200W. Đây. Đấy. Con này thì sẽ là 190.000 nhá, 190.000 cho con này. Đó, thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy mẫu này thì lấy, mà lấy mẫu kia thì lấy thôi nhá. Đó. Giá thì rất hợp lý cho các bác thôi. Đó. Các bác lấy mẫu nào tùy ý các bác. Đó. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop bảo huấn, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm đun nước nhá, 430.000, hàng thì nó của thương hiệu Kaisavilla, hàng của Đức, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy, các bác theo. Đây. Đấy, những cái nắp nhức của nó các bác đã thấy độ chất của nó rồi. Đấy. Mở nắp ra đậy vào này. Đấy. Con này thì các bác dùng đa di năng luôn cho em nhá. Đun bếp từ, bếp ga, các loại bếp giáp đều ok hết nhá. Bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại đều ok hết. Ưu điểm của con này khi mà các bác sử dụng là các bác chỉ việc là cho nước vào là đun thôi. Rất khủng bố luôn, rất chắc chắn dày dặn nhá. Đó. Giá thì sẽ là 430.000, lên bạn cho em là ấm đun nước 430.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dầu gội phủ bạc, hàng của Nhật, 280.000 một hộp như này. Các bác có thể phủ được từ 7 đến 10 lần. Hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật, dầu gội phủ bạc nhá.
đấy, dầu gội phủ bạc. Thì dòng này thì nó rất là tiện dụng luôn. Đây các bạn này, đấy, nó có sẵn đâu, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đây, đấy, nó sẽ có sẵn cho các bác đầy đủ combo này, bao gồm là một đầu lược này, một lọ thuốc này và các cái bộ dụng cụ đi kèm nữa nhá. Đó, 280.000, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp luôn. Giá thì khá là hợp lý cho anh em các bác rồi. 280.000 nhá. Các bác nào mà hay bị bạc tóc này, rồi tóc bạc này, nói chung là các bác dùng con này cho em thì nó rất là tiện. 280.000, hàng của Nhật nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Made in Japan các bác nhá. Made in Japan 280.000, dầu gội phủ bạc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thông cống vàng nhá. Đấy, nước thông cống vàng như này 60.000 một lọ. Đường ống cống rãnh nhà các bác bị tắc thì các bác dùng con này cho em. Đó, dùng con này cho em, hàng nội địa của Nhật cũng cực kỳ cao cấp luôn. Đó, made in Japan các bác nhá. Made in Japan. Lên cho em là thông cống vàng 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bánh xà phòng của Nhật nhá. Bánh xà phòng của Nhật. Dòng này thì tuổi đời của nó là từ năm 1890 của thương hiệu của Nhật nhá. Đó. Thì con này sẽ là lên cho em là bánh xà phòng Nhật 40.000 một bánh. 40.000 một bánh như này và 101 cho 3 bánh nhá. 342 101 luôn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dây điện của Nhật nhá. Dây điện của Nhật này. Đó. Thì 5m là 240, 10m là 350 và 30m là 700 nhá. Đấy. Hàng dây thì nó sẽ là dây của Nhật thế này. Cực kỳ là dây này là dây 2.5 nhá, cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Dây 2.5 của Nhật đây. Japan CU các bác này. Đây. Đấy, Japan CU, dây của Nhật xịn nhá. Japan CU dây của Nhật xịn như này. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn, Japan CU dây của Nhật xịn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là dây 2.5, dây lõi đồng. Đây, có đầu đầu này có đèn báo nhá, đầu này có đèn báo và đầu đúc liền như này. Giá của nó sẽ là theo theo dây nhá. Đấy. Có dây 5m, dây 10m nhá. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Bên em về thì nó sẽ có cho các bác là dòng 5m, 10m và đây, giá còn 5m sẽ là 240.000, 10m là 350.000 và 30m là 700. Thì các bác mua cái 10m này có 350 thì nó được lợi hơn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đuôi đèn nhá. À, cái đuôi đèn cảm ứng thì bên shop có hai mẫu, một là mẫu đuôi lò xo, hai là mẫu một là mẫu đuôi các bác có thể là về đấu điện trực tiếp, hai là mẫu hai đuôi hai đầu thì về nhà các bác cắm điện. Đấy, giá thì khá là hợp lý cho các bác luôn. Đây, đây cái mẫu này sẽ là đuôi cảm biến hai đầu nhá. Về nhà các bác xoáy cái bóng cũ ra, xoáy cái đuôi này vào cho em xong xoáy quả bóng mới vào cái đầu này. Đó, gọi là đuôi hai đầu rất là tiện luôn. Thì về nhà các bác không phải đấu nối. Con này là 60.000. Còn có bên em vẫn có cái con đuôi cảm biến này. Đấy, đuôi cảm ứng này thì con này về nhà các bác phải đấu nối vào nguồn điện thì nó phức tạp hơn một chút, thì con này sẽ là 55.000. 55.000 cho con này. Đấy, cũng là cảm biến chuyển động, có người đi qua thì sáng mà không có người đi thì nó sẽ tắt. Thì có hai mẫu như vậy, một là mẫu đấu trực tiếp, hai là mẫu này nếu nhà bác nào có sẵn cái đuôi đấy rồi mà muốn thay vào thì các bác dùng con này cho em, mình thay vào cho em là ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia máy tiết kiệm điện, con này sẽ là 60.000 một chiếc. Đấy, các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em, tiết kiệm được từ 30 đến 50% lượng điện tiêu thụ của gia đình nhà mình, rất là tiện ích luôn. Máy tiết kiệm điện 60.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia bộ ấm trà đồng nhá. Bộ ấm trà đồng như này 450.000 cho một cái bộ ấm trà đồng như này nhá. Đây cho em là ấm trà đồng 450.000. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái đĩa này, một cái đĩa như này. Đấy, tiếp theo cho các bác là bộ chén đây. Đấy, bao gồm cho các bác là một đĩa. Đấy, một đĩa 6 chén và một chuyên nhá. Chất liệu bằng đồng. Đấy. Một đĩa có 6 cái chén luôn. Đó. Cái như đóng gói của nó cũng rất là cẩn thận đấy nhá. Đó. 6 chén, một chuyên. Chuyên của nó thì nó sẽ là rất là vừa xinh nhá. Đây. Nó sẽ rất là vừa xinh và đẹp như này. Hoa văn rồng phượng này. Đấy các bác theo. Đây. Đấy. Combo cho các bác luôn. Một bộ sản phẩm như này 450.000. 450.000 nhá. Đấy. 6 chén 10 chuyên. Các bác có thể dùng để mình uống trà, rồi nói chung là đa di năng luôn. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để mình trưng bày hoặc là dùng trực tiếp để mình làm các công việc hàng ngày. Đấy, rất là ok các bác nhá. Rất đẹp luôn. Đó, đây các bác này. Đấy.
cái đít này của nó thì nó khá là dày đấy các bạn. Đít này khá là dày dẫn và chắc chắn luôn nhá. Đấy, bên cho em là bộ chuyên chén đồng nhá, bộ chuyên chén đồng giá sẽ là 450.000 cho một bộ chuyên chén đồng như này. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái sản phẩm nó là cái bột thông cống nhá, bột thông cống của Nhật. Con này thì giá của nó sẽ là 25.000 nhá, 25.000 cho cái bột thông cống như này. Còn cái chai chai thông cống này thì nó đắt hơn một chút, nó sẽ là 60.000 cái chai nước thông cống như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái mẫu dao G49 nhá. Đấy, con này thì trước bên em vẫn lên mã nó là G49. Đấy, thì con này giá của nó sẽ là 150.000. Các bác lên cho em là G49 này. Giá sẽ là 150k. Dao thép của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. 150.000. Hàng của thương hiệu Akatsuki. Đấy, made in Japan các bác này. Đấy. Made in Japan. Con này cực kỳ chất lượng luôn. Cán phần thân của nó thì dày khoảng là 3 ly. Đó, cân nặng thì khoảng là từ 3 đến 5 lạng. Chiều dài thì vào khoảng là gần 30 cm. Con này thì chặt gà chặt vịt cực kỳ là đầm tay luôn, khâu đầu như này. Một con dao cực kỳ chất lượng, các bác để trong gian bếp nhà mình thì cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Lên cho em là G49 150.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cành đúc nhá. Đấy, kéo cành đúc. Hàng made in Japan này, đó, kéo cành đúc hàng made in Japan. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100. Con kéo đúc này bao nhiêu? 120 à? 130.000 nhá, kéo cành đúc 130.000. Con này thì nó sẽ là bằng thép đúc nguyên khối như này nhá, bằng thép đúc nguyên khối. Có dấu chuyện của Nhật này, made in Japan này. Đinh đai, ốc đai cái thứ là bằng đồng hết này. Đó, made in Japan. Đó. Các bác lên cho em là kéo cành đúc nhá, hàng đúc liền nguyên khối như này. Hàng thì siêu sắc bén cho các bác luôn. Rất sắc bén quá này, đó, rất sắc bén luôn. Cắt cành to cành nhỏ đều vừa hết nhá, có lấy gà như này. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Lên cho em là kéo cành đúc nhá. Đấy, kéo cành đúc. Kéo cành đúc này, đó. Kéo cành đúc. Giá sẽ là 130k nhá, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hút rửa bát nhá. Các bác lên cho em là hút rửa bát. Giá thì sẽ là 70.000 cái hút rửa bát như này, bao gồm cho các bác là một cái hệ thống ống như này này. Đấy, một cái hệ thống ống như này, kèm thêm cho các bác là một cái đầu hút đây. Đấy, một cái đầu hút như này. Đó, giá sẽ là 70.000. Các bác về các bác cắm trực tiếp vào cái vòi và cái bình hút, bình nước rửa bát to ấy, thì các bác dùng nó tiện. Giá sẽ là 70k. Lên cho em là vòi hút rửa bát nhá. Lên cho em là hút rửa bát này. Hút rửa bát giá sẽ là 70k. 70k cái hút rửa bát như này, rất là tiện luôn. Các bác này. Đấy, lắp vào cái chậu rửa bát cho em này. Gàng và tiền dụng. Đi kèm 3 nắp chai phù hợp với hầu hết chai lọ dầu rửa bát trên thị trường. Đó. Quả thế không? Rất là tiện luôn. Cụ bơm hút dầu rửa chén gắn chậu rửa bát. Rất gọn gàng và tiện dụng. Đi kèm 3 nắp chai phù hợp với hầu hết chai lọ dầu rửa bát trên thị trường. Đó, giá 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái túi đựng điện thoại nhá. Đây sẽ là một cái túi đựng điện thoại như này. Đây. Đấy, thì các bác đeo vào cái thắt lưng cho em, đeo vào cái dây thắt lưng này, xong các bác bấm ra này, mình có thể đựng điện thoại, điện thoại, giấy tờ, ví tiền đều được hết nhá. Đấy, lên cho em là túi đựng điện thoại giá sẽ là 30k nhá, 30k là cái túi đựng điện thoại như này thôi, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Túi điện thoại, túi đựng điện thoại 30.000. Túi điện thoại này 30.000 à? 40k các bác nhá, 40k là cái túi đựng điện thoại như này, 40.000. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái tất tỉ này. Đấy, 1 2 3 4 5. Đấy, 5 dây 10 đôi. Đó, một vỉ như này là 10 đôi, giá sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Nike của Nhật, chất lượng thì khỏi phải bàn rồi các bác nhá. Đó, chất lượng khỏi phải bàn rồi. Đó, đây, co giãn 4 chiều nha, thấm hút mồ hôi, chống hôi chân, chống các loại luôn. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này. Đấy, các bác lên cho em là tất vỉ nhá, lên cho em là tất vỉ này, tất vỉ 90k 10 đôi. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy cái máy bàn là đứng nhá, bàn là đứng các bác cho nước vào đây cho em. Đây, tháo cái này ra này. Đấy, các bác tháo cái nắp này ra, cho nước vào đây cho em. Đó, đây, nó có cái nắp này các bác. Giật cái nắp này ra sau đó thì cho nước vào đây cho em. Đó, sau đó thì các bác sử dụng thôi. Bàn là đứng nhá. Đó. Đây nó sẽ có các cái đầu của nó này, các cái đầu của nó các bác có thể lắp vào này. Đấy. Bàn là đứng như này thì giúp cho các bác là quần áo bằng hơi nước. Đấy, hơi nước nóng giúp cho các bác là thì nó cực kỳ là an toàn luôn, không lo bị cháy nổ quần áo các thứ nhá. Đấy, không lo bị cháy quần áo. Đây. Đó.
lên cho em là bàn là đứng nhá, giá sẽ là 370.000. 370.000 cho con bàn là đứng như này. Con này thì các bác dùng nó tiện lắm. Đó, nó tiện, phòng chống cháy nổ cực kỳ là an toàn, đặc biệt là cháy quần áo nhá. Cái này thì nó dùng bằng hơi nước và các bác phải cầm dùng liên tục nên là không lo bị cháy quần áo. Bàn là đứng, giá sẽ là 370.000. 370.000 cho con bàn là đứng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chuông báo chống trộm nhá. Đấy, lên cho em là chuông báo trộm này. Con này thì nó sẽ có cái miếng dán như này và có hai cái chi tiết như này. Đấy, và các bác chỉ cần bật cho em cái chuông này lên này. Đấy, và các bác dán cái miếng dán này vào. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái mũi tên đây, có mũi tên này, có on up, các bác bật lên cho em này. Đấy, sau đó các bác đặt vào như này. Đấy, thì khi các bác sử dụng bỏ ra là nó sẽ hú, còi nó sẽ hú lên nhá. Đấy, còi nó sẽ hú lên. Và đây thì nó sẽ sử dụng pin, nó có sẵn pin này rồi, về nhà các bác tháo cho em cái phần cản pin này ra này. Đấy, tháo cho em cái phần cản pin này ra. Đó. Sau đó thì các bác sử dụng này. Đây. Đấy, các bác dán vào hai cái mép cửa cho em. Đây. Đây em mô phỏng này. Khi các bác bỏ ra nó sẽ hú này. Đó. Rất to luôn đó nhá. Đó. Đóng cửa vào thì không sao. Bỏ ra nó sẽ hú nhá. Thì ban đêm các bác đóng cửa vào bật công tắc lên, còn ban ngày các bác không muốn nó hú nó ảnh hưởng thì các bác tắt công tắc này đi. Ban đêm các bác lại bật lên. Đó. Đây. Đấy. Các bác gắn lên cửa, lên cổng cho em. Gắn lên cửa, lên cổng cho em. Có người mà người ta mở cửa cái nó sẽ kêu. Đấy, có người mở cửa nó sẽ kêu nhá. Đó, rất là tiện luôn. Đó. Hoặc các bác có thể gắn lên các cái phương tiện như xe máy xe miếng được. Đấy, hoặc là các cái phương tiện nào mà các bác chỉ cần nó tách ra nhau như này. Đấy. Khi mà người ta động vào xe mình mà nó tách ra được như này là nó sẽ kêu nhá. Các bác để gập cái yên vào hoặc gập cái tay lái vào, khi mà động vào mở ra cái nó hú lên luôn. Lên cho em là chuông báo trộm, giá sẽ là 30.000 nhá. Đấy. 30.000 cho một cái chuông báo trộm như này thôi. Các bác lên cho em là chuông báo trộm, giá của nó thì rất là rẻ, chỉ có 30 cành thôi. 30 cành như cái chuông báo trộm như này. Lên cho em là chuông báo trộm, giá sẽ là 30.000. Đấy, 30.000 một chiếc các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hộp lưỡi câu nhá. Một hộp này của nó thì combo. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu dây thắt lưng nhá. Đây nó sẽ là cái dạng thập cẩm như này. Đấy, dây thì giống nhau thôi nhưng mà cái mặt thì nó sẽ có những cái kiểu khác nhau, thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên thôi. Đây. Đấy, đây con này em đã bóc ra rồi này. Mặt của nó thì mặt tráng gương rất là đẹp. Đó, mặt tráng gương đúc liền. Mặt tráng gương đúc liền rất là đẹp luôn. Đó. Và khi sử dụng thì nó là dòng con lăn thì nó rất là tiện. Đấy, bụng to bụng nhỏ chơi được hết, các bác chỉ đưa vào là sử dụng là xong. Đưa vào mình đẩy xanh này là xanh em là xong này. Chắc đét luôn. Đó. Giá thì chỉ có 50 cành thôi. Lên cho em là thắt lưng thập cẩm nhá. Thắt lưng thập cẩm, giá sẽ là 50.000. Chiều dài của nó thì 1m2 đến 1m3 luôn, thoải mái cho các bác sử dụng. Chất da thì siêu mềm luôn, chất da siêu mềm. Lên cho em là thắt lưng thập cẩm, giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy vắt cam bằng tay nhá. Các bác lên cho em là vắt cam bằng tay hàng inox 304, dùng nó rất là tiện luôn. Các bác có một hai quả cam, các bác chỉ cần đặt lên như này cho em, vắt xuống nó sẽ đọng hết bã và hạt thiếc ở đây. Đó, và mình mang ra mình uống thôi, uống trực tiếp luôn, không cần phải cốc chén nó mất công. Đó, 50.000 nha, lên em là vắt cam bằng tay, giá sẽ là 50k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chén đồng nhá. Đây. Đấy. Đây nó sẽ là một cái chén bằng đồng như này. Đấy. Lên cho em là chén đồng nhá. Cái chén đồng này là bao nhiêu? Đây, một cái chén đồng rất là đẹp như này các bác này. Đó. Một cái chén đồng rất là đẹp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là chén đồng nhá, chén đồng. Đó, chén rất là đẹp và giá rất hợp lý luôn. Các bác lên cho em là chén đồng nhá. Giá của nó sẽ là 50k cho một con chén đồng như này, 50.000 một chiếc các bác này. Đó, hàng rất đẹp luôn. Con này trước em đang bán là 50.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 40k thôi nhá. 40k cho con chén đồng như này. Ngoài ra thì bên shop có một cái mã đó là một cái ly đồng như này. Đó. Chiều cao của nó thì khoảng 5cm. Và miệng của nó thì khoảng 2,5 cm. Đấy, như này các bác này. Đó. Các bác có thể mua chén hoặc là mua ly. Đây, cái ly này thì giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30k trong cái ly như này, 30k. Đấy. 30k trong cái ly đồng như này. Thì các bác có thể mua chén thì mua và mua ly thì mua. Ly này sẽ là 30.000 nhá. Ly này 30.000 bằng đồng hết nhá. Còn cái chén này thì giá của nó sẽ là 40.000. Đó. Các bác muốn mua loại nào thì mua nhá. Có chén có ly cho các bác luôn. Có chén có ly cho các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt ống nước nhá. Kéo cắt ống nước hàng của Kabushi Japan như này, cắt ống 42 trở về. Đó đây. Con này cắt được ống từ ống 42 trở về, các bác dùng để cắt ống nước rất là tiện luôn. Đó, kéo cắt ống nước. Con này thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 110.000 nhá. 110.000 cho một con kéo cắt ống nước như này.
Con này thì rất là tiện luôn. Đó. Rất tiện luôn các bạn này. Đó. Dùng để mình cắt ống nước rất là tiện. Cắt ống nước từ ống 42 trở về là ok. Các bác dùng để làm thợ làm nghề hoặc là các bác dùng mình sử dụng ở gia đình cũng được. Đấy, giá sẽ là 110k nhá, 110k. Lên cho em là kéo ống 42 nhá. Kéo ống 42 giá sẽ là 110.000. 110.000 cái kéo ống 42 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái còn một cái dây xích chó nữa này. Đấy. Em còn một cái dây xích chó nữa, thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 30.000. 30.000 thôi cái dây xích chó như này các bác nhá. Đó, xích chó xích mèo. Xích chó xích mèo, giá thanh lý 30.000 một chiếc các bác nhá. 30.000 một chiếc. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao gấp đa năng các bác này. Đấy, đây một con dao gấp đa năng như này. Đó. Đây. Dao gấp đa năng, rất là nhiều chi tiết đi kèm luôn. Tô vít mà bia mà sâm panh các kiểu con này đều luôn nhá. Đó. Dao gấp đa năng, giá thì chỉ có 50k trong con này thôi. Rất là nhiều chi tiết đi kèm luôn. Dao kéo rồi nói chung là nhiều lắm. Bật bia, khui bia các bác mang đi cắm trại cái thứ rất là ok. Bằng thép rất là đẹp luôn, 50k. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái kính mắt đổi màu nhá. Con này thì có hộp biếc đàng hoàng. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng, giá sẽ là 150.000 nhá, 150.000 cho một con kính mắt đổi màu như này các bác này. Đó. Khi các bác đeo vào thì nó sẽ đổi màu phù hợp với ánh sáng các bác nhá. Đấy, phù hợp ánh sáng này. Đấy thì các bác dùng rất là thích luôn. Con này thì hàng cực kỳ chất lượng rồi. Đấy, khung gọng bằng thép cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Lên xem là kính đổi màu nhá. Các bác đi dày nắng, dày mưa đều ok hết nhá. Dày nắng, dày mưa, dày dâm đều ok hết, rất là đẹp luôn. Thì các bác có thể dùng để mình gọi là đi ban ngày, ban đêm đều ok hết. Giá thì sẽ là 150.000. Đây mã giúp cho em đó là kính đổi màu nhá. Có hộp hiếc đàng hoàng luôn, hộp hiếc các thứ chống sức đàng hoàng cho các bác luôn. Đấy, mình bỏ vào hộp này mình dùng cho nó tiện này. Lên xem là kính đổi màu, có hộp hiếc đàng hoàng, hàng của Nhật nhá. Kính đổi màu 150.000. Kính đổi màu này. Kính đổi màu nhá. Lên xem là kính đổi màu. Giá sẽ là 150k nhá, 150.000. Giá thanh lý cho các bác chỉ còn 100k nhá, 100k cho con kính đổi màu như này. Đấy, 150.000 gạch đi, giá chỉ còn 100k thôi, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đuôi hai đầu xoáy trực tiếp này. Đấy, nôm na là về nhà các bác chỉ cần là xoáy quả bóng điện cũ ra, xoáy vào cái đuôi mới cho em và xoáy cái đuôi này vào cái đuôi mới này. Và cái đuôi cũ của các bác ấy là mình dùng được thôi. Nó sẽ có cảm biến chuyển động, có người đi đến thì nó sẽ sáng và người đi qua nó tắt nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đuôi trực tiếp. Đuôi hai đầu xoáy trực tiếp này, đuôi hai đầu xoáy trực tiếp nhá. Xoáy trực tiếp giá sẽ là 60k nhá. 60.000. Đó, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái bình tông 2 lít nhá. Đấy. Đây nó sẽ làm con bình tông 2 lít như này. Hàng inox 304. Đấy, hàng inox 304, hàng của Nga Ngố nhá. Hàng của Nga Ngố. Hàng của Nga Ngố rất ngon lành cho bác luôn. Đây, CCCP này. Hàng của Nga Ngố và có cho các bác là một cái bao da đeo như này, rất đẹp, rất lịch sự luôn. Giá sẽ là 130k. Lên theo là bình tông 2 lít nhá. Bình tông 2 lít này. 2 lít 130.000 nhá, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái nhẫn đồng hồ nhá. Đấy. Đây nó sẽ là một con nhẫn đồng hồ như này, rất là đẹp các bác này. Đấy. Đây các bác này. Đấy. Một con nhẫn đồng hồ như này các bác này. Đấy, đeo vào tay cho em này. Đó. Vừa làm nhẫn vừa làm đồng hồ luôn, rất đẹp, rất lịch sự nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là nhẫn đồng hồ. Giá của nó sẽ là đi nhẫn đồng hồ 50 à? Nhẫn đồng hồ giá chỉ có 35k thôi nhá. Nhẫn đồng hồ này. Lên cho em là nhẫn đồng hồ giá sẽ là 35k, 35.000 cho một chiếc nhẫn đồng hồ nhá. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hộp lưỡi câu nhá, hộp lưỡi câu. Một hộp này thì nó sẽ là khoảng từ 70 đến 100 chiếc nhá. Và đủ kích thước, đủ mẫu cho các bác luôn. Đây. Đấy. Một hộp này thì sẽ là từ 70 đến 100 chiếc, đủ mẫu, đủ kích thước, tha hồ các bác sử dụng luôn. Giá thì giá thanh lý cho các bác chỉ có 20 cành thôi. 20 cành cho một vỉ lưỡi câu như này nhá. 20k. Lên cho em là vỉ lưỡi câu, giá sẽ là 20.000 cho một vỉ một hộp như này. Hộp lưỡi câu giá sẽ là 20.000, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. 20.000 cho một hộp lưỡi câu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ly đồng nhá. Đây, đây nó sẽ là một cái ly đồng như này. Đấy, ly đồng như này nhá. Nó rất đẹp các bác này. Đấy. Một cái ly đồng rất là đẹp luôn.
Và giá thanh lý cho các bác 40k cho một con ly đồng như này nhá. 40.000 cho một cái ly đồng như này. Đấy, 40.000 cho một ly đồng như này. Đấy, rất đẹp các bác này, 40.000 một chiếc, lên cho em là ly đồng. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 5 sen, miệng của nó thì vào khoảng là 2 sen rưỡi nhá. Rất đẹp, các bác có thể dùng để mình tiếp khách này. Đấy, chè chén hoặc là các bác dùng để mình cúng lễ cũng rất là ok nhá, ly đồng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đây nó sẽ là một cái nồi chiên ngập dầu nhá. Đây sẽ là một cái nồi chiên ngập dầu hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật đây. Đây, nồi chiên ngập dầu hàng của Nhật, đường kính của nó là 20 cm. Hàng của Nhật đường kính 20 cm các bác này. Đó. Một con nồi chiên ngập dầu như này. Giá bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một cái nồi chiên ngập dầu như này nhá. 100k cho cái nồi chiên ngập dầu như này. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. 100.000 cho cái nồi chiên ngập dầu như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đây. Đấy, nó sẽ là một cái bộ ba tô nhá. Bộ ba tô như này. Đấy, bộ ba tô bao gồm là ba cái tô các bạn. Đấy, ba cái tô như này nhá. Bộ ba tô hàng inox như này nhá. Bộ ba tô hàng khá là to đẹp, dày dẫn chắc chắn cho bác luôn. Ba cái tô như này. Cái bộ ba tô này bao nhiêu đây? Vật mũi. Bộ ba tô như này nhá. Đấy, lên cho em là bộ ba tô. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 90.000 thôi. 90k cho cái bộ ba tô như này nhá. Giá của nó sẽ là 90k cho một cái bộ ba tô như này. Sản phẩm hàng của thương hiệu Willing của Đức này. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Con bé nhất này thì của nó đường kính của nó sẽ là dung tích của nó là 700ml nhá. Con to này là 1.2 lít và con to nhất này của nó là gần 2 lít, 1.8 lít này. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn đều ok hết nhá. Đấy, bộ ba tô như này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vật mũi đứng nhá. À, vật mũi đứng đúng rồi. Đấy. Thì đây nó sẽ là một con vật mũi như này. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Có cả chân đế sạc hẳn hoi nhá. Đấy. Có chân đế sạc về nhà thì các bác muốn sử dụng mà bắt mũi ban đêm thì các bác bật cái đèn này lên cho em này, bật cái đèn hồng này lên. Đó. Sau đó thì các bác cắm cái cục sạc này vào trong ổ điện thoại nhà mình thôi, cắm vào cái củ điện thoại nhà mình là xong. Đó, đây. Thì nó dùng để vừa để bắt mũi, vật mũi các thứ các bác này. Đó, ánh điện rất là mạnh luôn nhá. Đấy. Hàng dày dẫn cứng cáp ngon lành thành đào cho các bác luôn. Đó. Có chế độ bắt mũi tự động này, vừa làm đèn ngủ vừa bắt mũi tự động này. Đấy. Lên mã giúp cho em là vật mũi đứng, giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cái vật mũi đứng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ấm pha trà dung tích là 1 lít. Con này đang bán bao nhiêu đây? Giá thì chỉ có 100.000 thôi nhá. 100.000 cái ấm pha trà dung tích 1 lít như này. Có kèm cho các bác là một cái lưới lọc luôn. Đấy, các bác cho trà, cho cà phê, cho các loại hạt vào đây nhá. Xoáy vào. Đó, sau đó thì mình châm nước vào thôi là mình sử dụng thôi. Pha trà, pha cà phê, pha ngũ cốc, pha các loại hạt đều ok hết nhá. Rót thì nhấp vào đây cho em này. Đấy. Lên cho em là ấm pha trà giá sẽ là 100.000 nhá. Dung tích 1 lít. Ấm pha trà giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bóng tròn tích điện nhá. Giá thì sẽ là 80.000 cái bóng tròn tích điện như này. Đấy. Ở đây thì có cả cho các bác là một cái điều khiển luôn, một cái điều khiển như này nhá. Đấy, một điều khiển, một dây cắm sạc, một điều khiển này và một con bóng như này. Đấy. Về nhà thì các bác có thể là sạc pin vào cho em. Con này thì nó sẽ là bị hết pin rồi. Về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy, sạc pin vào cho em là mình dùng thôi. Bóng tròn tích điện giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một em bóng tròn tích điện như này. Đấy. Rất là sáng luôn mà dùng nó rất là tiện. Ở đây con này thì nó đang bị hết điện hết rồi. Thì về nhà các bác sạc vào cho em nhá. Đấy, sạc vào cho em. Đấy, nó hết điện các bác nhá. 80.000 thôi. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ máy qua lên mã giúp cho em đó là máy hút bụi đại nhá. Đấy. Con hút bụi đại này thì khá là nhiều chi tiết luôn, nó rất là to, công suất của nó là khỏe lắm. Và nó sử dụng điện 220V nhá. Đây. Đấy, một cái đầu ống hút như này các bác này, một cái đầu ống hút như này các bác có thể kết nối vào cho em này. Đấy. Một đầu ống hút như này. Và một thân máy khá là to luôn, sử dụng điện 220V. Và công suất của nó thì rất là khỏe luôn các bác. Đây, công tác ở đây các bác này. Đấy. 1000W công suất cực khỏe luôn. Em test cho các bác xem luôn. Đây. Cắm trực tiếp điện 220 cho em nhá. Đây. Cắm điện 220 bật lên này. Đấy, bật lên. Hút này. Hút sâu được các bác này. Đấy, hút chưa? Đấy. Hút rất là mạnh nha. Có công tác ở đây nhá. Hút rất là mạnh các bác này. Các bác thấy nó hút khủng khiếp luôn nhá.
lên cho em là hút bụi đại nhá, hút bụi đại. Giá thì sẽ là con hút bụi đại này bao nhiêu đây? Hút bụi đại này bao nhiêu đây? Rất là nhiều các loại đầu kết nối đầu hút luôn. Lên lên cho em là hút bụi đại nhá. Giá. Giá của nó sẽ là 450.000. 450k cho em hút bụi đại như này. Rồi ok. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em nhé. Đó, cho em xin một nút like để lấy tương tác và đăng ký kênh, chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bật lửa cây nhá. Đấy, bật lửa cây. Nó có cái lẫy khóa ở đây này, các bác gạt cho em cái lẫy khóa này thì mới sử dụng được nhá. Đó, có cái lẫy khóa ở đây. Các bác phải gạt cái lẫy khóa này thì mới sử dụng được này. Đẩy cái lẫy khóa lên cho em này. Đó, đây. Có thấy không? Đó. Và cái phần này là tăng giảm lượng ga này, tăng giảm lượng ga đây, lẫy khóa đây. Đấy, ấn cái lẫy khóa này xuống này. Đó. Đây. Giá thì sẽ là 40k nhá. 40k lên cho em là bật lửa cây. Giá của nó sẽ là 40k cho con bật lửa cây như này, 40.000 các bác nhá. Bật lửa cây. Giá của nó sẽ là 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao chặt 1 cân này, 230.000. Bên em bao ship tận nhà cho bác luôn. Dao chặt 1 cân nhá, 230k. Con này thì hàng nội địa của Nhật, made in Japan con này. Bản dày 5 ly. Đấy, cán liền thân. Có ốp đinh đồng như này, rất đẹp, dày dẫn chắc chắn. Chiều dài của lưỡi thì khoảng 23 cm. Tổng chiều dài của dao thì trên 30 cm. Con này thì chặt xương trâu, xương bò, gà, cá đều ok hết nhá. Đó, lên mã giúp cho em đó là dao chặt 1 cân nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chổi. Cái này là cái gì? Các bác lên cho em là chổi sắt bao nhiêu đây? Các bác lên cho em là chổi thép, giá của nó sẽ là 20k nhá. Đấy, lên cho em là chổi thép này. Chổi thép giá của nó sẽ là 20k này, cái chổi thép như này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 20-25 cm. Các bác có thể dùng để đánh kỳ cọ, xong nồi rồi vệ sinh các cái phần bề mặt đều ok hết nhá. Đầu của nó bằng thép như này. Đấy, và rất là nhiều các cái sợi thép như này nhá. 20.000 thôi, lên cho em là chổi thép 20.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là con dao thái lỗ nhá. Con này thì cũng là hàng của Nhật này, made in Japan này. Đấy, lên cho em là dao thái lỗ, giá sẽ là 130k nhá, 130.000. Chiều dài của dao thì cũng vào khoảng là 28-30 cm. Và hàng cũng là hàng đúc liền thân như này, đánh nhám chống dính nhá. Đấy, con này thì siêu bén luôn, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là một con dao thái của Đức nhá. Dao thái Đức như này. Đó. Đây. Dao thái của Nhật các bạn, con này thì là nó sẽ là dao thái của Nhật các bạn này. Đấy. Hàng của thương hiệu Kai made in Japan các bạn này. Đó, Kai made in Japan đây. Con này thì các bác lên cho em là dao thái Nhật nhá, dao thái Nhật, giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k cho con dao thái Nhật như này các bạn này. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có còn cho các bác cái con dao đó là con dao gọt hai nhá. Con này thì bên em lên nó là dao gọt hai. Nó cũng giống như con dao thái Nhật thôi. Đấy, con này thì cũng là hàng của Nhật và của thương hiệu Wabo. Hàng thì những cái dòng dao gọt này thì siêu bén luôn các bác này. Đấy, dao gọt này thì nó là dòng siêu bén rồi các bác nhá. Đấy, siêu bén các bác này. Đó. Lên cho em là dao gọt 2, con này thì giá thanh lý cho các bác với giá đó là 60k nhá. Lên cho em là dao gọt 2, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là khóa Đức nhá. Một cái bộ khóa Đức như này bao gồm cho các bác là 4 chìa luôn. 4 chìa như này và chìa tròn chống cắt chống trộm. Giá sẽ là 130k nhá. Lên cho em là khóa Đức 130.000, hàng made in Germany. Đấy, khóa Đức 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khóa chống trộm nhá. Con này thì nó sẽ có còi hú luôn. Đấy, khóa còi hú chống trộm. Và con này thì giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con khóa còi hú chống trộm như này. Đấy, có còi hú chống trộm luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là hai cái khò ga nhá. Thì cái khò ga trắng này giá của nó sẽ là 50k cho con khò ga trắng như này. Đấy, còn con khò ga đại hàng của Kabushi made in Japan thì con này sẽ là 90k nhá. 90 luôn. Giá đợt này thanh lý cho các bác chỉ còn 90.000 thôi nhá. Đấy, trước em bán 120.000, đợt này giá thanh lý cho các bác chỉ còn 90.000 thôi. Lên mã giúp cho em là khò ga đại nhá. Khò ga đại 90.000, khò ga trắng 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái nạo lưỡi nhá. Các bác lên cho em là nạo lưỡi này. Con này giá thanh lý cho các bác chỉ còn là 15.000 thôi. 15k cho một cái bộ nạo lưỡi như này. Chất liệu bằng inox 304, dày đẹp, chắc chắn, sáng bóng đẹp, các bác dùng để vệ sinh lưỡi, vệ sinh răng lợi rất là ok. Đấy, các bác đưa vào các bác nạo này cho em này. Đấy, nạo này cho em. Lên cho em là nạo lưỡi nhá, giá thanh lý 15k. 15k cho cái nạo lưỡi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lấy giấy tai bằng lấy giấy tai đèn nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái bộ lấy giấy tai như này và đầy đủ phụ kiện cho các bác nhé, có pin, có đèn báo, các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Về nhà thì các bác lắp pin nó biết vào đây cho em. Đó, và đây nó sẽ là các cái đầu lấy giấy tai này. Đấy, đầu này thì đầu gấp và có đèn luôn. Đây, cái đầu gấp của nó này. Đấy, có đèn báo hết các bác nhá. Đây, có đèn này các bác này. Đấy, có đèn.
thì các bác đưa vào các bác gắp cho người già trẻ em này. Đấy. Thì đây ví dụ như đây nó sẽ có đèn sáng như này này. Thì khi các bác tương tác các bác làm nó rất là tiện luôn. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho cái bộ lấy dây tai đèn như này. Lên cho em là lấy dây tai đèn, giá của nó sẽ là 60k cho một bộ như này nhá. Đấy. Dây tai đèn này, đó, dây tai đèn. Dây tai đèn nhá, giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000 cho cái bộ lấy dây tai đèn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con dao đây, nó sẽ là một con dao thái như này. Đấy, con dao thái. Dao thái nhọn nhá. Đấy. Con dao thái nhọn thì giá của nó sẽ là 175.000 cho con dao thái nhọn như này. Con này thì cũng khá là bén luôn, rất là bén các bạn. Hàng của thương hiệu Wattbo nhá. Hàng thương hiệu Wattbo rất bén luôn các bạn này. Đó. Bén lắm các bạn. Đấy, dọc dây bóng như này các bác biết rồi. Con thái nhọn, giá của nó sẽ là 175.000 cho con dao thái nhọn như này, chiều dài khoảng 30 cm. Lên cho em là dao thái nhọn nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao thái vuông nhá. Đấy. Đây, thì nó sẽ là vuông hơn một chút, còn con kia nó nhọn hoắt, còn con này nó vuông hơn một chút như này. Đấy. Thì con này sẽ là 180.000. 180.000 cho con dao thái vuông như này. Nếu các bác mua cả đôi thì giá sẽ là 350 nhá. 350 và bên em bao ship cho một đôi dao. Đó, một con thì đầu nó hơi nhọn hơn một chút và một con đầu vuông nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kéo cắt tôn nhá, kéo cắt tôn. Đấy, kéo tôn trợ lực con này thì nghiêng 45 độ và có phần trợ lực như này. Bó vào luôn. Đấy, nghiêng 45 độ và có phần trợ lực như này rất là ngon lành cho các bác luôn. Kéo tôn nhá, kéo tôn trợ lực giá sẽ là 160.000. 160k nhá, 160k cho con kéo tôn trợ lực như này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái dòng búa đinh nhá, búa đinh. Thì bên em về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Đấy. Búa A1 và A2. Đấy. Búa A1 và A2 các bác nhá. Đó. Sẽ có hai mẫu như này. Đó, đây các bác này nhá. Đó. A1 to và A1 nhỏ và A2 là to nhá. A1 nhỏ thì giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k cho con A1 nhỏ như này. Con này thì nặng khoảng 3 lạng nhá. Đó, 3 lạng và chiều dài của nó thì khoảng 25 cm. Còn con này thì nặng khoảng 5 6 lạng. Đấy, con này thì sẽ là 130k nhá, 130k. Đấy, con này sẽ là A2 nhá. Con này là A2 này. A1 nhỏ, A2 to. Đấy. Con A1 này thì nó sẽ nhỏ hơn một chút. A1 nhỏ 90.000, A2 to 130.000 nhá. A2 to 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái lọc rác inox, con này sẽ là 15k nhá. 15k cho cái lọc rác inox như này. Các bác đặt cái phần chậu rửa ấy thì nó sẽ hứng cho các bác sạch vẩn rác rồi cơm nước các thứ nó lọt trong đây là nó hứng cho các bác luôn, rất tiện ích nhá. Đấy, giá sẽ là 15k. Tiếp theo thì sẽ là một con cưa lách này. Con cưa lách này thì giá của nó sẽ là 40.000 cho con cưa lách như này. Hàng thương hiệu Kabushi Japan. Phần lưỡi của nó dài khoảng 25 cm, cả cưa thì nó sẽ dài khoảng là từ 35 đến 40 cm. Đó, cưa lách giá sẽ là 40k cho con cưa lách như này nhá, 40.000, giá siêu rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hít cửa nhá. Đấy, con này thì vừa hít vừa chống sốc luôn. Đó, thì nó sẽ hít vào tường gạch men là nó sẽ hít vào luôn này. Thứ hai là chống sốc, các bác có đẩy cửa để kiếc nó khỏi kêu nhá. 15k cho một chiếc như này và mua 5 thì tặng 1 nhá. 15.000 cho một cái hít cửa như này, mua 5 tặng 1. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kìm nước nhá. Đấy, kìm nước như này. Độ mở của nó là lên tới 68mm nhá, gần 7 cm. Thì các bác dùng các cái loại ống nước là đều ok hết nhá. Các ống nước cơ bản thì cũng chỉ đến 68-70 thôi, ống 68-70 thôi. Giá sẽ là 80k nhá, 80k cho một con kìm. Con này bên em đang bán là 80.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 55k thôi. Lên cho em là cà lê nước nhá, cà lê nước chuyên dùng cho đồ nước, giá sẽ là 55.000 nhá, 55.000 cho con cà lê nước như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dây câu bình nhá. Dây câu bình như này. Hàng rất to đẹp luôn, đầu kết nối vào đều bằng đồng hết nhá. Dây lõi đồng, đầu kết nối bằng đồng. Giá chỉ có 180.000 thôi. 180.000 cho bộ dây câu bình như này nhá. Đấy, 2000 mAh. Lên theo là dây câu bình, dây lõi đồng hết. Dây câu bình 180k các bác để vào trong ô tô nhà mình. Ví dụ như ô tô có trục trặc này, có hết pin hết điện thì bình sạc không được thì các bác sử dụng con này cho em, sau đó thì câu từ cái ô tô khác sang, gọi một cái ô tô khác đến và câu sang là xong. Giá sẽ là 180.000 các bác nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ kìm các bác này. Đấy, cái bộ kìm thì đây. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là kìm đen. Đấy, kìm con này thì trước nó về màu đỏ như này. Đấy, cho nên bên em lên nó là kìm đỏ nhá. Đấy, kìm đỏ nhưng mà đợt này thì nó về thêm cả cái màu xám này nữa này. Đó. Màu xám này nữa. Đó. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 tròn à. 100k cho con kìm đen à, kìm đỏ này nhá. Đấy. Em gọi nó là kìm đỏ, trước em vẫn lên là kìm đỏ rồi. Lên cho em là kìm đỏ 100k nhá, kìm đỏ 100.000. Đó.
Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xiên hoa quả nhá. Xiên hoa quả giá của nó sẽ là bao nhiêu? Trước bên em bán là 50.000 cho cái bộ xiên hoa quả như này, bao gồm 10 chiếc. Đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn 40.000 thôi. 10 chiếc như này. Đấy, 10 chiếc xiên hoa quả như này. Các bác dùng để mình xiên hoa quả rồi, nói chung là đa di năng luôn. Lên cho em là xiên hoa quả. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một cái bộ như này, bao gồm 10 chiếc. Thì về các bác có thể dùng để mình ăn hoa quả, ăn trái cây rồi, nói chung là xiên thịt, xiên cá đều ok hết nhá. Xiên hoa quả giá sẽ là 40.000 trong cái bộ xiên hoa quả như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kìm bạc FO nhá. Kìm bạc FO giá sẽ là 180.000 cho con kìm bạc FO như này. 180k nhá. 180k cho con kìm bạc FO. Hàng đa di năng luôn. Hai con này thì đều là giống nhau nhá. Hai con này đều là giống nhau. Đấy, nhưng mà chất lượng thép nó tốt hơn thì giá nó sẽ đắt hơn một chút nhá. Đó. Và con kìm bạc này thì nó sẽ dài hơn một chút. Đó, dài hơn một chút thôi, chứ còn đều là hàng đa chức năng hết. Cắt dây, tuốt dây, bấm cốt đầy đủ nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái xi đánh giày nhá. Giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một hộp xi đánh giày như này, có màu đen và màu nâu nhá. Về nhà thì các bác xoáy cái này ra cho em này. Đấy, đây là cái phần cái bông này, còn đây là phần xi ở dưới này thì các bác xoáy ra cho em. Sau đó thì mình đánh trực tiếp lên giày thôi. Đấy, rất là tốt luôn. 40.000 cho cái hộp xi đánh giày như này, có hai màu. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kìm tuốt dây đa năng nhá. Kìm tuốt dây đa năng, hàng của thương hiệu Fuka Japan này. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90k cho con kìm tuốt dây đa năng như này. À, đây nó sẽ làm con kìm siêu tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để tuốt dây, bấm cốt này, rồi cắt dây làm 4, cắt dây làm đôi đều ok hết nhá. Đấy, giá thì rất hợp lý cho bác luôn, 90.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kìm xanh nhá. Kìm xanh như này. Đấy, con này thì chuyên để các bác bấm linh kiện này, bấm móng tay này, bấm khóe móng tay, móng chân, bấm linh kiện này, rồi là cắt dây, cắt giếc đều ok hết nhá. Giá sẽ là 20k nhá, 20.000. Giá thanh lý cực kỳ tốt luôn. Lên cho em là kìm bấm linh kiện hoặc kìm xanh nhá. Kìm xanh giá của nó sẽ là 20.000, 20.000 cho con kìm xanh này thôi. Tiếp theo em lên cho bác cái khò ga bằng đồng nhá. Nó sẽ là khò ga bằng đồng đúc như này. Giá sẽ là 80.000 nhá. 80k cái khò ga đồng đúc như này. Đấy, đồng đúc nguyên khối, có điều chỉnh ga, điều chỉnh gió. Con này thì nó sẽ không có gì nhá, không có gọi là không có đánh lửa tự động, về nhà các bác phải tự mồi nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái gọt dứa này. Đấy, gọt dứa thông minh thì các bác chỉ cần là gọt sạch vùng quanh đi, sau đó lấy cái này đẩy đi là được thôi. Gọt dứa thông minh, giá thanh lý cho bác với giá đó là 10k cho cái gọt dứa thông minh này nhá. 10k gọt dứa thông minh, giá sẽ là 10.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kìm chết hàng của thương hiệu Crosman của Mỹ, USA như này. Đấy, lên cho em là kìm chết Mỹ nhá. Con này thì bên shop thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con kìm chết Mỹ như này. Đấy, kìm chết Mỹ 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái keo vá tường nhá. Giá sẽ là 40k một hộp này. Đấy, các bác mở ra cho em này. Sau đó thì các cái phần tường bị thấm rột, bị nứt, bị bong chốc, các bác bóc vào cho em. Sau đó thì mình phủ lên các bề mặt của nó là ok. 40.000 cho một lọ keo vá tường như này. Đấy, nó sẽ thuộc dạng keo trắng, cực kỳ bền và dùng rất là tiện luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo tỉa nhá. Kéo tỉa thì bên shop có hai mẫu. Đấy, một mẫu thì chiều dài của nó là 20cm và một mẫu là chiều dài là 25cm nhá. 25cm. Đấy thì sẽ có hai mẫu cơ bản như này. Và con mẫu 20cm này thì giá sẽ là 40.000 nhá. 40k. Đấy, hỏi anh thì xem đúng không? 40.000 cho con 20cm như này. Còn con 25cm thì giá của nó sẽ là 55.000 nhá. 55k. Đó thì có hai mẫu. Con này thì giá chiều dài của nó thì dài hơn một chút cho nên sẽ đắt hơn một chút là 55.000. Còn con này thì nó ngắn hơn một chút thì giá của nó sẽ là 40k nhá. Đấy, hai mẫu kéo tỉa như này. Đấy, hàng của Nhật, made in Japan nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cành đúc nhá. Kéo cành đúc, con này thì giá sẽ là 120.000 nhá. Hàng của Nhật, made in Japan, hàng bãi Nhật này, hơi có dấu hiệu rỉ sét một chút. Về nhà các bác vệ sinh đi là ngon luôn. Made in Japan nhá. Đó. Con này thì hàng đúc liền thân như này. Các bác dùng để cắt cành, cắt cây, cắt cối, tỉa răm, rồi nói chung là làm vườn, làm cây cối, cây cảnh đều ok hết nhá. Lên cho em là kéo cành đúc, giá sẽ là 120.000 nhá. 120k cho con kéo cành đúc như này. 120.000. Lên cho em là kéo cành đúc 120k. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái xịt hơi nhá. Đấy, xịt hơi như này thì về nhà các bác lắp vào bình hơi. Đấy, van viết đều bằng đồng hết này. Về nhà các bác lắp vào cái bình hơi ấy để mình xịt cho em. Đó, giá sẽ là 80k cho cái xịt hơi như này nhá.
lên mã giúp cho em, đó là xịt hơi giá sẽ là 80.000 nhá. Đấy, vòi xịt hơi 80k, hàng nội địa của Nhật nhá, Japan luôn. Đó, 80.000 cái vòi xịt hơi như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái súng keo nến nhá. Súng keo nến. Con này thì giá thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là đi súng keo nến là bao nhiêu? 40.000 thôi, 40k cho cái súng keo nến như này nhá. Giá sẽ là 40k cho một em súng keo nến như này. Đấy, về nhà các bác mua keo nến các bác đút vào đây cho em. Đó, có công tắc tắt bật này. Đấy, dùng keo nến trong nước là dùng con này rất là ok luôn. Giá thì chỉ có 40k cho cái súng keo nến như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái kìm nhọn nhá. Đấy, nó sẽ làm con kìm nhọn như này. Thì các bác dùng để mình xoắn dây này, rồi là làm vườn này, hoặc là gọi là đa di năng được luôn. Hàng của Nhật, Japan này các bác này. Con này thì giá của nó sẽ là 40k nhá. Đấy, 40k thôi. Giá sẽ là 40k cho một con kìm nhọn như này. Lên cho em là kìm nhọn, giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái ổ vàng nhá. Giá sẽ là 45.000 cho cái ổ vàng như này, 45k. Con này thì chống va đập các kiểu con đà điểu luôn. Đó, lá đồng bên trong hết nhá. Đấy, 45.000 cho cái ổ vàng như này, có 5 chân cắm nhá, 5 chân cắm. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái chống giật bình nóng lạnh nhá. Đấy, chống giật bình nóng lạnh thì con này của nó sẽ là dòng cách điện để chống giật rất là tốt luôn. Kết nối đều bằng đồng hết như này, các bác chỉ cần lắp qua hai cái đường dây ống nước cho em. Giá sẽ là, lên cho em là chống giật nóng lạnh nhá, giá sẽ là 40k trên một chiếc. Và các bác mua thì bắt buộc là mình phải mua cả đôi nó mới hiệu quả. Đấy, lấy cho em một đôi thì các bác lắp vào cái dây cấp nước của bình, đầu dây nóng và dây lạnh luôn. 40k có nhá, 40k một chiếc như này. Đó. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Vấn nhá. Các bác xem kênh thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã đồng hồ đây. Một cái đồng hồ rất là đẹp luôn. Đó. Đồng hồ này thì các bác lên mã giúp cho em, đó là đồng hồ 55 nhá, đồng hồ 55. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ 55 nhá, đồng hồ 55 này. Đồng hồ 55, đấy, 55. Con này thì nó sử dụng bằng pin thôi. Giá sẽ là 170.000. 170.000 cho một con đồng hồ 55 như này. Con này thì nó là dòng sử dụng pin nhá, dòng sử dụng pin. Đấy, của thương hiệu SKM này. Rất là đẹp luôn. Có lịch liếc các thứ đàng hoàng nhá. Rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, màu vàng gold rất là đẹp. Mặt của nó cũng rất là sang trọng luôn. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ 55 nhá. Đồng hồ 55. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 cho con đồng hồ 55 như này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm, đó là cái đồng hồ các bác lên cho em là điện tử dây thép nhá. Đấy. Đồng hồ này thì nó sẽ là đồng hồ điện tử và dây của nó thì nó lại là thuộc dạng là dây thép. Đấy, có hai màu, màu vàng và màu đen như này. Đấy, lên cho em là đồng hồ điện tử dây thép nhá, có hai màu, màu vàng và màu đen. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k nhá. Đấy, 100.000 thôi. Đấy, lên cho em đó là 100k đồng hồ điện tử này, điện tử dây thép nhá, dây thép. Đấy, đồng hồ bằng điện tử nhưng mà nó lại là dây thép như này. Đấy, điện tử và dây thép như này. Con này đeo thì rất là sang xịn mịn luôn. Đây, khi các bác đeo vào thì nó rất là sang các bác này. Đấy. Nó gọn như này các bác này, rất đẹp luôn. Đó, lên cho em là đồng hồ điện tử dây thép nhá. Đấy, nó này nó sẽ là dòng đồng hồ điện tử. Đấy, có lịch ngày tháng đầy đủ cho các bác luôn và chạy bằng số điện tử như này. Và dây của nó là dây thép nhá. Lên cho em là đồng hồ điện tử dây thép, giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho con điện tử dây thép như này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái lớp nguyên cái lớp tiêu bóng này. Về nhà các bác bóc ra cho em, cái bóng chống xước các bác bóc ra cho em nhé. Đồng hồ điện tử dây thép này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái đồng hồ con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ đây. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ vuông nhá, đồng hồ vuông. Đấy, đồng hồ vuông như này. Lên cho em là đồng hồ vuông, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 thôi, 90k. Con này thì các bác lên cho em là đồng hồ vuông nhá. Đồng hồ vuông. Đấy.
đồng hồ điện tử, con này thì cũng là điện tử thôi. Đấy, đây sẽ là điện tử như này. Thì lên cho em là đồng hồ điện tử vuông nhá, đồng hồ điện tử vuông. Giá sẽ là 90k nhá. 90.000 cho một con đồng hồ điện tử vuông như này. Đó, đây, rất đẹp không nhá. Giá thì chỉ có 90k thôi. Giá khá là hợp lý cho các bác luôn. 90k cho một con đồng hồ điện tử vuông như này các bác nhá. 90.000 một chiếc. Đó, lên cho em là đồng hồ điện tử vuông này. Đồng hồ điện tử vuông, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k một chiếc. Dây này của nó thì nó sẽ là bằng dây nhựa. Đấy, dây nhựa nhá. Đấy, còn con này thì nó sẽ là đồng hồ điện tử và dây của nó thì là dây thép không gỉ nhá. Dây thép không gỉ, con này là 100. Còn con này thì dây nhựa và giá của nó sẽ là 90.000, 90.000. Ngoài ra thì bên shop có cái mã đồng hồ thể thao con này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thể thao. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này. 80k cho một con đồng hồ thể thao như này nhá. Cũng rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thể thao. Giá sẽ là 80k một chiếc nhá. 80k cho một con đồng hồ thể thao như này. Lên cho em là đồng hồ thể thao. Giá của nó sẽ là 80.000 các bạn. 80.000, có đèn các bác này. Đèn điếc các thứ đàng hoàng, rất là ngon lành cho các bác luôn. Lên cho em là đồng hồ thể thao nhá. Đây, đèn sáng có đây. Đó, giá sẽ là 80k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tỉa lông mũi này. Đấy. Các bác lên cho em là tỉa lông mũi nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30k cho một cái tỉa lông mũi này thôi. Giá thanh lý cho các bác 30.000 một chiếc nhá. 30.000 cho một chiếc tỉa lông mũi như này. Hàng bằng inox 304, đẹp sáng bóng cho các bác luôn, 30.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái này. Nó sẽ là cái giấy lau bếp nhá. Giấy lau bếp một bịch này của nó thì sẽ là 30.000. 30.000 cho một bịch giấy lau bếp như này. 30k cho một bịch giấy lau bếp này, 80 tờ luôn. Tha hồ cho các bác thoải mái lau nhá. Giấy lau bếp 30.000 này. Đó. Nó sẽ là thuộc dòng là giấy ướt và có sẵn các cái xà bông và chất tẩy rửa rồi. Lau bếp và có sẵn xà bông chất tẩy rửa rồi. Các bác chỉ việc là mình sử dụng thôi. Đây. Đấy, các bác này. Đấy, các bác thấy không? Em lau cái vết mực này mà nó viết mà nó còn sạch luôn này các bác. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, lau sạch luôn. Con này thì nó đã có sẵn cái tẩy rửa rồi cho nên là mình dùng nó rất là thích nhá. Có xà bông, có chất tẩy rửa luôn. Thì các bác lau vết mỡ rồi vết dầu bám các thứ rất là ok nhá. Lên cho em là khăn lau bếp 30.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sáp ô tô nhá. Sáp ô tô như này. Giá của nó sẽ là bao tiền cái sáp ô tô rồi đấy? Giá của nó sẽ là 40.000 thôi nhá. 40.000 cho một lọ sáp ô tô như này. Hàng này của nó thì rất là thơm luôn. 40k nhá. Lên cho em là sáp ô tô, giá của nó sẽ là 40k. Có hai màu này. Đấy, có hai màu như này. Đây. Em về thì lô này nó sẽ có hai màu nhá. Thì các bác để trên ô tô rất là thơm luôn. Để ô tô này, phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách rất là ok. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con lăn bụi nhá. Con lăn bụi như này. Đấy. Đây. Các bác có thể tháo ra. Đó, và đây nó sẽ là một cái dòng con lăn và nó giúp cho các bác là lăn bụi rất là tốt luôn. Đấy. Lăn các cái vết bụi bám rất là ok. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là cái con lăn bụi này bao nhiêu đấy? 25.000 cho một bộ nhá. 25.000 cho một bộ. Một bộ thì các bác sẽ được tặng kèm thêm 2 miếng con lăn này nữa. Và mỗi con lăn này là 100 miếng luôn. 100 miếng các bác cứ bóc ra, sau đó thì mình lăn là bụi bẩn nó sẽ bám ở đây, rất sạch sẽ luôn. Con lăn bụi giá sẽ là 25k nhá. 25k cho con lăn bụi nha. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đây. Nó sẽ là cái máy hút chân không nhá. Máy hút chân không thì có sẵn cả máy cả túi bóng cho các bác luôn. Đấy, giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Giá rất hợp lý cho các bác rồi nhá. Cái này thì các bác dùng để mình hút chân không túi đồ ăn đồ yếc mình hút, mình bỏ vào tủ lạnh rất là tốt luôn. Máy hút chân không nhá. Cái máy hút chân không này bao nhiêu đấy? Lên cho em là máy hút chân không này. Máy hút chân không. Tên cho em là máy hút chân không, giá sẽ là 85k nhá. 85k cho một con máy hút chân không nha. Rồi ok.